chín mùi ha. Rồi lên nha mấy triệu nha, ghi giùm em mã. Thôi bữa nay giờ tặng đi thì thôi ghi giùm em mã tặng 19k kèm số điện thoại giùm em. Chị ơi đơn em hôm qua đi chưa? Thiên Thiên Thanh. Được. Rồi chị ơi. Rồi bây giờ em cắt hết mấy cái hàng này em tặng trước ha. Rồi em sẽ lên hàng to bao cho mình ha. Ghi giùm em mã tặng 19k kèm số điện thoại giùm em ha. Cái này em bóc ngẫu nhiên luôn mấy chị ha. Bóc ngẫu nhiên em tặng luôn ha. Em cắt hết ở trong sọt này em tặng nốt cho mấy chị luôn. Em có cái áo vàng này được chứ bán này. Rồi lên nha mấy chị nha. Đơn chủ nhật chốt chưa chị Hải thi này thi khác nha. Đi rồi thi ở hồi xưa là má đó rất là ban thi. Hả? Hôm bữa chỉ là ban thi, bữa nay là chị thi thi. Rồi chốt em mã tặng 19k kèm số điện thoại giùm em. Chia sẻ rồi thì thi thi nha, em gửi về địa chỉ cũ của chị luôn rồi đó. Chia sẻ like cho nó là giùm em được. Chia sẻ like tương tác cho Hải nha mấy chị nha. Ghi liền em mã tặng 19k kèm số điện thoại giùm cho em mấy chị. Chiên tỉ cần này không nữa thì chỉ qua đây. Chị nào vào trước rồi chị sẽ like lên trước giúp em nha. Rồi lên nha mấy chị yêu nha. Em thấy được bao nhiêu mà chua. Có mấy cái đơn của mấy chị mà mua hàng xong không có gửi thông tin qua cho Hải đó. Lên mà tặng 19 ngàn số điện thoại đi mấy chị ơi. Ở đây có khách không có chọn được hàng, có khách được. Có khách thì đơn của em gom với. Ủa Lê Trúc Sương hồi chưa có gom đơn với Tiết Sương chưa? Lê Trúc Sương có rồi mà. Có rồi mà chị Lê Trúc Sương ơi. Ủa? Đó là để riêng ngủ rồi. Lê Trúc Sương. Lê Trúc Sương là ghé lấy luôn à. Đúng rồi, sáng ngày đêm ba chị Tiết Sương ghé lấy luôn rồi. Rồi cái giùm em mã tặng 19k kèm số điện thoại giùm em với. Mà chưa thấy gom anh ơi. Cố gắng chia sẻ lại với em nó mới chịu mới 231 lượt chia sẻ gì nào chưa chia sẻ sẽ liền với em nha. Rồi em tặng hết cái này luôn nha. 19k kèm số điện thoại giùm em tặng nhanh rẹt rẹt đó mấy chị, chia sẻ like nhanh lên đi, xong em tặng rẹt rẹt luôn. Rồi em like nha, lên giùm em mã tặng 19k kèm số điện thoại giùm em tặng nhanh lắm mấy chị, chỉ việc là em cắt xong hàng nha mấy chị nha. Nhận không có vậy để em gom đơn bữa sau lấy chị ha, chắc là quên đó chị. Rồi, có cả bùi lên mã may mắn kèm số điện thoại lên với em, tặng 19 lên với em đi ạ. Đây nè mấy chị ơi. Xin chúc cho ba chị nào chia sẻ like nhiều cho bên em mấy chị hả? Nè. Rồi cố gắng chia sẻ vào nhốn cho em luôn ạ. Bùi lụa nè. Nha. Rồi lên giùm em ha, hôm nay view càng cao thì sẽ bán sale cực kỳ sốc cho mình luôn ha. Và đợt này hôm nhiều hàng lắm mấy chị. Rồi ghi giùm em mã đi. Rồi trước tiên là tặng hai cái khăn để em nè. Hai cái khăn to như thế này nha mấy chịu nha. Không có hàng tự nhiên đi gói chi vô đây giờ phải xả ra lại mấy chị. Chán quá trời khách sĩ luôn. Hải ơi còn khăn không á mấy chị.
rồi lên giùm em mã tặng 19k kèm số nọ giùm em nè mấy chị nè. Rồi tặng 19k, em có hai cái khăn rất là to nha, khăn này to lắm luôn. Và em về lần nào mà em về mấy trăm cái cũng hết sạch đó mấy chị. Có rất là nhiều bạn chốt vẫn không được nha mấy chị nha. Và cái mùa này là cái mùa mà em nói thật luôn, dùng khăn nó dạng như giặt lâu khô này, nên là mình cần rất là nhiều khăn nha mấy chị nha. Rồi ghi giùm em mã tặng 19k kèm số nọ giùm em, anh đọc luôn đi. Tặng 19k kèm số nọ giùm Loan Nhật. Rồi chốt luôn nha mấy chị nha. Rồi tiếp. Tiếp tiếp nha mấy chị nha. Đây. Tặng 19 lên cho em ạ. À. Áo khoác. À, tặng 19 cho Nguyễn Kim Ngân. Rồi chốt nhanh nha mấy chị nha. Ghi liền em mã. Em chốt nhanh cho mấy chị, chia sẻ nhanh lên cho em mấy chị nha. Rồi ghi giùm em mã tặng 19k kèm số nội giùm em luôn. Hai cái áo phông này mấy chị nè. Hàng luôn. 89.000 luôn nè mấy chị. Rồi ghi giùm em mã tặng 19k kèm số nội giùm em luôn. Còn đây là áo khoác nha mấy chị nha. Áo khoác. Áo khoác gió giùm em luôn. Chốt em mã tặng 19k kèm. Chia sẻ like rồi thì lên mã liên tục nha mấy chị. Tặng 19 cho chị Hiền Cari. Đùa nha mấy chị nha. Đẹp chưa? Trời ơi. Dễ hơn tôi Phương lại. Đâu là phải bôn đâu. Cúi lậu em mua điện đó. Dễ lái bằng số đó. Rồi cái liềm em nha mấy chị nha. Chốt liềm em mã dùm cho hả? Cái liềm em mã nha mấy chị nha. Không phải cái giờ mà biết mãi kia kìa. Cái áo sọc coi vậy. Áo sọc. Rồi cái liềm em nha mấy chị nha. Không phải đâu. Cái liềm em mã đi mấy chị ơi. Rồi chốt đi anh. Nè. Tặng 19 lên cho em mấy chị ạ, cố gắng chia sẻ like tương tác lên cho em đi ạ. Tặng 19 cho chị Loan Lê. Cũng biết nha mấy chịu nha. Mấy cái hàng này bán trên giá 80.000, 90.000 không ấy. Nhưng mấy chịu nha, đây nè. Mấy tặng cho chị này chia sẻ like cho hại luôn ha. Bùi lùa này. Bùi lùa này mình hết sạch luôn rồi đúng không? Không còn bộ nào luôn á. Không còn bộ nào nha. Chốt liềm em mà tặng 19k kèm số nội giùm em. Tặng 19k kèm số nội nha. Lên mà tặng 19 với em nè. Loan Nhật có rồi chị ơi, lên mã thì nào chưa có lên mã tặng 19 giúp em chia sẻ like rồi, lên mã tặng 19 giúp em. Kèm số nội giùm em. Tặng 19 giúp Trần Dương. Cái đầm này đẹp lắm luôn ấy. Hàng đẹp lắm. Kim em mã tặng 19 ra kèm số nội giùm em. Trời ơi, tặng luôn. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha, một cái bộ này nè. Em tặng luôn cho mấy chị luôn ấy. Tại vì mấy cái hàng này là hàng mà cố gắng chia sẻ like tương tác lên giúp em đó mấy chị ơi. Không phải là hàng bom mà là hàng gì mấy chị biết không? Tặng 19 với Kim Phụng. Hàng khách gọi chốt đơn rồi. Alo chị ơi cho em xin thông tin. Ờ em tắt máy đi xong rồi chị gửi địa chỉ qua cho. Tới một tháng tặng 19 cho đường luôn. Một tháng cũng không thấy địa chỉ đâu hết nha mấy chị nha. Rồi chốt em mã tặng 19k kèm số nội giùm em. Tặng 19k kèm số nội giùm em. Và chế nào cũng nhớ cái set này là hàng 109.000 nè. 109.000 nha mấy chị nha. 109.000 của Hải nè. Rồi ghi liềm em mã tặng 19k kèm số nội giùm em luôn. Rồi sẽ lên cho mình ha. Siêu phẩm trước nè. Sẽ lên cục siêu phẩm này trước đi bán tặng luôn nè mấy chị. Tặng 19 cho Trang bé. Tặng 19 em còn một con nữa mấy chị ơi. Chị nào lấy cái liềm mã tặng 19 lên cho em luôn mấy chị ạ. Tặng 19 với Hồng Dung Lê hết mấy tặng 19 ạ. Mấy chị. Rồi bắt đầu em lên hàng luôn ha. Mấy chị chuẩn bị bàn phím bấm cái con này nè. Mời chị chia sẻ lên giúp em một lần đi mấy chị ơi, để em lên hàng tôi bao cho mấy chị luôn ha. Rồi cái này chốt nhanh giùm em mã Ti Ăn giùm em, 79.000 giùm cho Hải cái đầm này luôn, đầm này đẹp lắm luôn nha. Rồi hãy lên hàng luôn cho mấy chế luôn ha. Rồi cái giùm em mã váy giùm em, 79.000 size M, váy này đẹp lắm. Đẹp bá trái luôn mấy chị ơi, đẹp nhất mắt luôn nha, chốt nhanh giùm em nè. Kim em mã váy giùm em, 79.000 giùm cho Hải. Của bé cái này đẹp thiệt. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 79.000 xây mồ chút nhanh cho Hải nha. Trời ơi máy này không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn ấy. 79.000 nha. Chị nào lấy thì chút nhanh giùm em mã váy giùm em. Trời ơi con này là hàng ta bao là hàng 300.000 đó mấy chị. Ghi nhanh giùm em ha. Chốt liền em mã váy giùm em. 79.000 em có đúng cho mấy chị được 5 con 10 con thôi nha mấy chị nha. Chốt nhanh giùm em mã váy 79.000 khi ăn 79 giùm cho em. Lên mã váy 79.000 em mã váy 79.000 giùm cho Hải nha mấy chị nha. Hai cục là gì? Khách mới mã kèm số điện thoại lên giúp em mấy chị ạ. Và cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 thì thứ năm em đi đơn bên em luôn đơn thứ năm ạ. Rồi cái em mã váy giùm em 79.000 có quá phải. Váy 7 còn
nó đẹp quá luôn, Diễm ơi, để một con mặc mới được. Váy 79 chứ còn nợ nhau. Ôi, váy 79 quá. Với Hồng Khoa. Ôi, em sẽ lấy một con. Váy 79 với em nha, váy 79 với Lê Rốt. Ghim em mã váy 79 ngàn, để một con mặc tiếc quá luôn á trời. Váy 79 lên với em mới dạ, váy 79 với Hồng Nhung Lê. Không may có đâu mấy chứ. Váy 79 cho Loan Nhật. Chị Loan Nhật ơi, cái đơn hôm bữa em gom thứ 5 cho chị á, tại vì em gói nhầm đây mua điện á. Ghim em mã váy giùm em. Váy 79 cho chị Trâm Nguyễn. Trời váy ơi. 79 lên giúp em cho Hồ Thị Lệ Thu. Chết đó mấy chị ơi. Con này đăng hình rồi nha. Váy 79 Trâm Nguyễn có rồi nha. Mỹ Hành Trần hết mới mà em số điện thoại lên cho em nè. Váy 79 cho Yên Lê Thị Hà. 79 ngàn có sỉ dùng cho em nè mấy chị. Chốt giùm em mã váy caro giùm em. Váy 79 cho Lê Thị Quỳnh Thơm. Chị Loan Nhật lấy sỉ lấy lệ mà một mẫu lấy hai cái trời. Em mấy chị. Ôi đẹp dữ mày. Váy 79 cho Nguyễn Thị Phương Thảo. Ôi. Rồi cái này váy 79 cho Mỹ Hành Trần. Caro giùm em 79 ngàn hãy nhận rồi nha chị Bùi Bảo Bảo ơi. Rồi cái này ghim em mã váy caro giùm em 79 ngàn. Váy 79 cho Hiền Đặng. 56kg đổ lại mày ok, con này mà không lấy là hơi bị tiếc luôn á. Đúng rồi chị Thoa Nguyễn. Ghim em mã caro giùm em ha. Trời ơi 79 ngàn không có đâu mấy chị ơi. Chắc chắn mấy chị luôn ý. Váy caro 79 cho Hoàng Ngân. 79 ngàn giùm em ha. Chốt liền em mã caro 79 ngàn giùm cho ai. Váy 79 đen cho Dương Minh Lanh. Caro 79 nha mấy chị yêu nha. Giờ lấy caro 79 lên mã caro 79 á. Caro 79 ngàn lên giúp em nè. Caro 79 ngàn cho Phong Lan. Kim em mã caro giùm em ha. 79 ngàn giùm cho ai. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi em lên cho mình một con áo nè. Con áo này chị nào mà thích biết cái mẫu này mà hàng mà đang rất là hot luôn thì lấy nhanh nha mấy chịu nha. 59 ngàn chốt liền cái áo 59 ngàn này mấy chị nè. Caro 79 ngàn lên giúp em Lê Thị Quỳnh Thơm có mấy 79 ra. Caro 79 ngàn cho Lê Thảo. Đúng hồng vô đẹp lắm đúng không? Con này đúng hồng vô đẹp lắm nè. Caro 79 ngàn cho Hồ Thị Lệ Thu. 59 ngàn giùm em. Caro 79 cho Nguyễn Linh. Rồi cái giùm em mà áo 59 ngàn giùm cho. Caro 79 ngàn cho Thảo My. Rồi cái liềm em mà áo giùm em 59 ngàn dùng cho ai. Áo 59 nha, con này hàng xịn sò, xịn viết luôn á mấy chị. Nhìn nè. Nó có một cái có bị áo 59 ngàn, con này không đẹp, không lấy tiền mấy chị luôn. Không phải hàng mấy chị order 160 trả lại cho Hải luôn á. Hải thật luôn á. 59 ngàn dùm em, chúc em mà áo 59 dùng cho ai. Đẹp lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Này con này mấy chị mặc caro 79 cho Bùi Xuân Diệu. Chị khoác một con áo khoét rất là xinh. Nguyễn Linh có caro 79 hả? Có liềm em mà áo 59 ngàn giùm em nha. Hãy có đúng cho mấy chị được 10 con duy nhất ấy. Caro 79 hôm qua có rồi chị ơi. 59 ngàn xin ơi là xin luôn mấy chị ơi. 59 ngàn giùm cho hãy. Còn lên mấy con sơ mi caro 79 cho Lê Thị Quỳnh Thơm. Mấy xanh 79 nè. Con sơ mi này rất nhiều quá cho chị hỏi luôn. Chị lấy áo 59 lên mà áo 59 cho em luôn á chị ạ. Áo 59 cho chị Lê Rốt ba con. Trời ơi chị nổi không? 69 ngàn cho em mã sơ mi 69 ngàn giùm em nè. Ôi mấy chị. Áo 59 lên giúp em đi ạ. Ghim em mà áo 59 ngàn nha. Áo trắng 59 mấy chị ạ. Caro 79 lên thì Quỳnh Thơm có rồi ạ. Cái đó mà mấy chị nào mà ở trong cánh miền Nam á, hoặc là mấy chị nào mà thích mặc vest á, mấy chị mua cái áo đẹp mấy chị mặc ở bên trong. Có rồi Lê Thị Quỳnh Thơm nha. Mặc cái áo bên trong nha, khoác cái vest ở bên ngoài em mới mặc luôn á, rất là đỉnh nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt liền em mã sơ mi giùm em 69 ngàn em có được 4 con. Không quên lộn, có được được 10 con sơ mi giùm em. Ghim em mã sơ mi nha mấy tình yêu nha. Sơ mi 69 ngàn lên cho em luôn mấy chị ạ. Sơ mi 69 ngàn cháu Hồng Hoa. Xem áo chị mặc đó hả, áo chị mặc từ từ nha. Rồi cái liềm em mã sơ mi. Sơ mi 69 nha chị Thùy. Sơ mi nha mấy chị yêu nha. 69. Sơ mi 69 có mới mã kèm số điện thoại lên cho em mấy chị ơi. Thân mới mã kèm số điện thoại lên cho em. Sơ mi 69 nha thì Thân Thúy. Cho lấy chút liền mã sơ mi 69 nha cho em ạ. Nè mấy chị nè. Con áo cam nè mấy chị. Rồi cái này ghi sơ mi 69 cho Hoa Nguyễn. Cam giùm em 69 ngàn. Đẹp lắm luôn nè mấy chị. Con này mấy chị lấy nhanh đi mấy chị. Con này đẹp lắm ấy. Thì cái con này cái chất giống hệt áo hãy mang luôn, không sai cái gì hết. Nhưng mà form nè, đẹp quá trời đẹp luôn con cam này luôn ấy. Tay đẹp lắm luôn nha. 69 ngàn. Mấy chị chốt nhanh đi. Mấy cái hàng này là hàng mà dạng như là bây giờ mới có mấy chị, chứ không bao giờ có mà giá rẻ như thế này đâu. Cam 69 ngàn cho Thục Châu. Rồi cái giùm em mã cam giùm em ha. 69 ngàn mấy chị nhìn hàng này. Cái hàng này mấy chị chốt nhanh đi nha. Nè
Bây giờ hãy còn phải để lại hàng hè để bữa bán nữa đó mới kịp. Không có hàng bán đâu, em thật luôn á, giá siêu rẻ luôn á. Tới mã cam số 9 như em bây giờ, sao mày số 9 như nghi như nhận. Đầu khi em mã cam cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 để thứ năm bên em đi đơn luôn mấy chị ạ. Cam số 9 như Hoàng Uyên. Tới mưa gắn chọn đủ đơn giúp em ạ. Cam số 9 như Thảo My. Em mã cam giùm em 69.000 giùm em. Cam số 9 như Diễm Trịnh. Trời ơi, đẹp chưa mấy chị nè. Cam xuyến Tục Châu có rồi chị ha. Sọc dùm em 69.000. Cam xuyến cho Phong Lan. Rồi cái này chú em mã sọc dùm em 69.000. Cam xuyến cho Bo Trần. Nhìn hàng dùm em nè mấy chị chắc nè. Cam xuyến cho Nguyễn Rosa. Rồi cái này chốt đi dùm em ha. Ghi em mã sọc dùm em 69.000 dùm cho Hải nè. Đẹp chưa. Cam xuyến cho Hồ Thị Lệ Thu. Nhất nắp con này luôn á. Cam xuyến cho Bích Hậu. Sọc dùm em ha 69.000. Hàng oversize mấy chị nào. Cam xuyến cho La Lan Nguyễn. SML, XL gì cũng mang ok. Hết mã cam mấy chị nha. Rồi ghi em mã sọc dùm em. Sọc nha 69.000 dùm em. Hàng xịn sò lắm luôn. Cái này mà chị nào bán sốt á mấy chị, khách mình nhìn vô là biết hàng, mấy bạn đi mua rất là cao luôn á nha. Đi nhập cao mà mình sợ mình được nhập rẻ, mình bán rẻ mấy chị ơi. Cái đầm caro còn quá trời. Hết mã cam lên mở sọc với em đi mấy chị ơi. Rồi cái dùm em mã áo sọc dùm em. Sọc sao chính như đũa hoa. Cam xuyến với em hết rồi, giờ lấy sọc lên mở sọc với em á. Sọc xuyến cho Thảo My. Sọc xuyến cho Nguyễn. Cam xuyến hết rồi chị Nguyễn Thảo ơi. Sọc xuyến cho Ngọc Hiền. Mấy chị ơi, nhìn hộ em cái đầm này em bán 69.000 nè. Chứ không em mã bi 69.000 dùm em, đẹp chưa. Sọc xuyến cho Nhi Nhi Nhẫn. Cái này mà mấy chị nào có con gái mua cho con gái hai mẹ con mặc chụp hình cặp đi mấy chị. Phôn Barbie đô Thảo My hai cái sọc. Ghi dùm em mã bi dùm em ha 69.000. Trời ơi, xinh lắm luôn á trời. Đầm bi dùng cho em nha 69.000. Trời ơi, bữa nay là view cao nè, em bán siêu sốc cho mấy chị Trang luôn Ly. Lên nhanh đi mấy chị ơi, để em like được nhiều hàng nha. Hôm nay mà bỏ lỡ like là tiếc lắm luôn á. 69.000 thôi. Sọc xuyến như em chung luôn. Rồi cái này ghi dùm em mã bi 69.000 dùm em. Rồi em lên lại cái mã này cho bi mấy chị nào mà mua sao không chốt được thì nha. Bi sao chính ai chị Thùy. Cái mã này chốt lại dùm em 79.000 danh dự một mình. Bi sao chính ai trái vô thì lại thu. Bi sao chính như Hồng Khoa. Thái Nguyễn Thiên nha. Bi sao như Nguyễn Ăn Đi hai trái. Con caro này mấy bạn khách sĩ phải lấy đi nha, tại vì chất vải rất là đẹp luôn và phôm rất là dễ mang. Bi chị Thủy Nguyễn có rồi, hôm qua có rồi. Bi xuống cho Trần Trần. Sọc chị Yên Trương có rồi nha, bi xuống cho Sương Makeup. Chị Trần Trần bỏ mãi đi đâu mấy nay, giờ mới quay lại. Rồi cái này ghi dùm em mã caro dùm em. Mấy chị, lấy hồ em với con váy caro sắp 79.000 đi, em nói thật luôn á, 79.000. Caro 79 nha, cái này là đầu ra em bán 79.000 nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi em mã đầm caro 79.000 dùm em. Cái đầm caro này nó đẹp lắm luôn á, em nói thật mấy chị luôn á. Mấy chị nào mà thích mặc mấy cái phôm này mấy chị lấy nhanh đi, mà nó có mấy con thôi, hết nha mấy chịu nha. Caro dùm em. Rồi tiếp. Tiếp siêu phẩm. Lấy caro lên mã caro giúp em 79.000 ạ. Siêu phẩm cho mấy chị nha. Kim em mã caro dùm em 79.000 dùm em ha. 69.000 chốt mấy mã trắng nè. Trời ơi mấy chị ơi. Đâm bi Thủy Nguyễn có rồi chị nha. Bi xuống chính em hết rồi. Nè. Sọp xuống gì Yên Trương lúc nào chị có rồi chị nha. Đẹp quá. Con này mà mấy chị ra mấy cái mà mấy cái số mà cao cấp này kia caro 79 cho mời mời. Bán tiện nhất cũng phải là 200 mấy ngàn một con áo này nè. 69.000 em bán giá siêu sốc cho mấy chị luôn ha. Mấy chị đừng có bỏ lỡ hết mới mã kèm số điện thoại lên cho em đi mấy chị ơi. Caro 79 ngàn cho Diễm My. Hôm nay em bán nhiều hàng đẹp lắm luôn. Caro này 79 mấy chị ha. Caro 79 ngàn cho Thu Hoa. Trắng giùm em 69.000 em bán nhiều hàng đẹp lắm luôn. Bà nào thác like là tí xé. Caro 79 cho Hành Nguyên 277. Diễm My có caro rồi. Caro 79 mấy chị ạ, caro 79 này mà có nhiều thì lại thu. Rồi ghi em mã trắng giùm em, chị nào phát like tiếp ráng chịu nha. Caro 79 cho đũa hoa. Chưa bao giờ rẻ như thế này đâu mấy chị ơi. Rồi 69.000 chốt đi giùm em mã trắng 69.000 giùm em. Bi hết rồi, caro 79 cho Trúc Nga.
Giờ lấy trắng lên mà trắng 69 ngàn giúp em ạ. Con này mặc là siêu bít luôn nha, hai này. Trắng 69 ngàn cho lên nốt hai con. Đó, đẹp chưa? Rồi cái này ghi em mã trắng giùm em, 69 ngàn giùm chị ạ. Giờ lấy mã trắng 69 ngàn giúp em chị ạ. À, đây nè, bi còn một con. Cá rô 79 ngàn lên thì hà. Đây, chị nào mà thích hàng hè, hàng hè, hàng đông, hàng gì em cũng có hết nha. Hè đông gì cũng có hết cho mấy chịu nha. Ôi, ôi, cam dùm em, 69 ngàn dùm cho em. Đẹp chưa? Rồi cái này chốt men mã cam dùm em, 69 ngàn. Trắng xíu như Hồng Khoa. Nè, Hồng Khoa em lấy con cam này đẹp nè Hồng Khoa. Con cam này đẹp lắm luôn ấy. Đẹp chưa? Cam trắng xíu như Lan Nguyễn. 69 ngàn dùm em. Kim em mã cam, 69 ngàn dùm em. Trắng xíu như Nguyên Hạnh. Trời ơi, xin xỉu chưa? Xịn lắm nha. Trắng xíu như Ly Thanh. Rồi kim em mã cam dùm em, 69 ngàn. Ủa em chọn đủ đơn trên 100 ngàn với em luôn mới trả. Trắng xíu như Nguyễn Kiên. Tự nhiên đừng đừng cái bom này chạm em sẽ xả với cái bà bom này. Trắng xíu như Hồ Thị Lệ Thu. Hết mã trắng ạ. Rồi, em sẽ có một cái cục này gọi là gì ta? Gọi là gì ta? Đầm gì quên rồi. Đầm gì mấy chị? Đầm gì? Thì tức nở cái mấy cái áo này đúng không? Xin chưa? Kèm cái đai vô nữa nha. 69 ngàn. Bi 69 lúc nãy chứ gì mai thì Hồng Xuân á. Cố gắng chọn đủ đơn cho 100 ngàn với em. Để ngày mai em bây giờ. À, thứ năm em bây giờ mới chị nhận. 69 ngàn. Chốt liền em mã số 1 dùm em. Size em đang cầm là free size cho mấy chị 55 cái đổi làm em ok. Chị nào muốn ốm thì mình kèm cái đai vô chạy. Xin ơi là xin luôn. Em mới chịu nha. Có được cho mấy chị được 10 con duy nhất thôi. Chị hồi đấy thì chốt em mã váy 69 ngàn dùm em. Váy 69 dùm cho Hải nha. Váy này xinh lắm nha. Đây nè. Nhìn dùm em ha. Cam 69 cho Thanh Tuyền. Váy dùm em ha. 69 ngàn. Cam cho chị Lê Rốt 2 con. Rồi kim em mã váy dùm em. 69 ngàn dùm cho Hải. Váy này bằng nào? Cam cho Lê Rốt 2 con. Kim em mã số 1 dùm em ha. Mã 1 rồi mấy chị cũng đọc mã 1 rồi. 69 ngàn dùm em. Ghi mê mã 1. Rồi em có con sơ mi này vừa bán vừa tặng luôn nha. Mã số 1, 69 ngàn hai con. Mã số 1, 69 ngàn cho Trân Trân. Cho nó cái liền mã số 1 lên với em ạ. Số 1, 69 ngàn cho Nguyễn Thị Phương Thảo. Số 1, 69 ngàn cho Nhi Dung. Và con sơ mi này em sẽ bán tặng cho mấy chị luôn, 59 ngàn. Và mấy chị nhận con sơ mi này về nha. Đấy, xin chào thầy Lệ Thu. Mấy chị mặc trên người mấy chị cảm giác y như là đang mặc một cái con vải mà nó siêu mềm luôn. Mềm mà nhẹ lắm nha mấy chị nha. Sơ mi giùm em, 59 ngàn. Về phối với lại Lê. Số 1 xin ngàn cho Hồ Ngọc Trân. Với xin chào thầy Lê Trần ha. Hoặc là phối với lại mấy con áo len đó mấy chị. Nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt em mã sơ mi giùm em. 60kg, 65kg đổ lại em ok giùm em luôn. Tặng cho mấy chị 59 ngàn. Cam 69 cho Hoàng Uyên. Rồi kem em mã sơ mi 59 ngàn dùm em. 59 ngàn nha. Đây mấy chị nhìn hàng hộ em nha mấy chị nha. Mấy chị mua hàng mấy chị thông thái lên dùm em nha. Em đảm bảo mấy chị luôn. Em bán cho mấy chị giá mấy chục ngàn thôi. Nhưng mà đảm bảo mấy chị là vải đẹp nha. Chủng hình, chủng hàng tao bao luôn. Nha mấy chị nha. Chứ người ta cũng không có điên gì mà người ta bán cho mấy chị mà người ta số lên một số chín thì là thôi bao bọc thương hiệu design như thế này đâu mấy chị nha, mấy chịu nha, chẳng qua là ôm sale thì sẽ bán cho mấy chị giá sale nha, mấy chịu nha, không có lãi mà năm sáu trăm hay là 450 đâu mấy chị. 10 ngàn cũng là vui rồi mấy chị, 5 ngàn cũng là vui rồi nha mấy chịu nha. Rồi nên là mấy chị được mua hàng rẻ. Rồi đi giùm em mã Hồng 59 ngàn là giúp em. Sao mi Hồng 59 ngàn cho Hồng Phúc. Khi nào có đơn thì cố gắng chọn đủ đơn trên 100 ngàn thứ năm em đi đơn luôn mấy chị nhá. Cái cục này sao nó cứ sơ ướp đây ngoài nó ra. Dùng cho lên nhớ đi, để cho nó đi. Hồng 59 ngàn cho Thảo My hai con. Rồi chốt tìm em đi mấy chị ơi. Rồi em ơi cái gì. Sơ My 59 cho Phạm Tuyết Anh. Rồi con này là hàng đẹp. Kim em mã sơ mi 59 ngàn, cái sơ mi nó về phố với đồ mấy chị đẹp lắm. Sơ mi 59 cho anh Android, mỏng mỏng cho anh Android, mỏng mỏng đơn hàng vừa rồi em gửi về địa chỉ cũ cho mình luôn rồi chị nhỉ. Còn cái này có cho mình một sơ mi 59 cho Thục Châu. Đơn giản. Sơ mi 59 cho Hồng NTT. Rồi cái này chốt nhanh dùm em ha. Tay là tay bồng rút dây vô cho Hải. Hồng Phúc có rồi ạ. 69 ngàn, chốt liền em mã
Xiaomi 59 với Leroth 2 con. Xô dùm em, 69.000 dùm em. Đây nè. Cái đầm xô đơn giản nha. Xiaomi 59 cho Nguyễn Thảo bình thường. Hết mã Xiaomi ạ. Đơn giản thì lấy nhanh dùm em. Còn 59.000 dùm cho em nè. À quên, 69.000. Chốt dùm em, mở dùm em. Váy dùm em ha. Xô 69.000 dùm em ạ. 69.000 dùm em. Cái đầm đen này đẹp lắm, đơn giản mà đẹp lắm mấy chị. Nhưng mà có mấy con à, nó không có nhiều hết. Xô 69.000 là chứ em mấy chị ạ? 69.000 dùm em. Còn cái con này nè, bữa trước quánh mà dạng giống như là phải sao hè. Hải ơi chị trước mà, Hải ơi chị có chưa? Hải ơi, chị được chưa nha? Tôi đang 69 với Hồng Khoa. Đây, năn nỉ chắc một tháng rồi, cái này mình bán chắc một tháng rồi dữ này. Hải này nè. Xô 69 với Thủy Nguyễn. 69.000 chốt dùm em ạ. Trắng 69.000 dùm em. Áo phải mặc có bán á chị. Áo phải mặc có xô bán. Xô 69 cho chị ạ. Mặc có bán nha, cứ hãy like. Nhi Dung. Tại vì là hãy bóc lại hãy mặc đó mấy chị ơi, chứ hãy không có quan trọng mặc phải mặc đẹp trên like đâu mấy chị. Nghĩ sao mà em like thoải mái là ok á mấy chị nha. Và cái này chốt xô xô cho Trà My. Nên là mấy chị yên tâm, mấy chị mấy cái hàng này mình về mình mặc kiểu gì nó cũng đẹp hết trơn đó mấy chị nha. Rẻ, mặc lên là đảm bảo đẹp luôn. Xô 69 thì Nguyễn có rồi à. Chốt dùm em áo 69.000 dùm em. Giờ lên xô 69 lên lên mã xô 69 với em mấy chị ạ. Áo này hãy bán nhiều lắm luôn á mấy chị, thật sự rất là nhiều nha. Mấy chị nhìn cái bầu ngực của nó này, nó làm lên rất là đẹp luôn. Chốt tìm em mà áo trắng giùm em ha. 69.000 nha mấy chị nha. Hôm nay mấy chị SM men ok, em hợp em bán cái con này nhiều lắm, nhiều khủng khiếp luôn ấy. Mà có nhiều bạn vẫn không chốt được ấy. Trắng 69 cho chị học NTT. Em mã trắng 69.000 giùm em. Thật luôn ấy, có nhiều chị chốt không được cái mã đó luôn. Ồ, cái này là cái gì mà nó dày nhanh nhanh rồi. Giờ lấy chú liền mã trắng 69 với em đi ạ. Kiếm trình nó xem. Kiếm trình bắt đầu mà. Rồi đây mấy chị ơi. Áo vô đi. Đúng rồi chị Anh Thơm ạ. Chị có một cái váy màu tím thôi, chị hai mã một thôi. Rồi cái này ghi liền em mã hoodie dùm cho em nha. Hoodie cho Hải mấy chị ơi. 69.000 chốt nhanh dùm em mã hoodie 69.000. Em có đúng cho mấy chị được 5 con duy nhất luôn. 69.000 hôm nay chị nào ở lại like thì chị đó được mua rẻ nha mấy chị nha. Rất là rẻ luôn ấy. 69.000 chốt em mã 69.000 dùm em. 8 cho Hải nha, 69.000 dùm em. Chốt 69 hai con cho Thảo My. Cô đi xám dùm cho em, 69.000 dùm cho em. Dùm em giờ lấy cho em mã xám 69.000 cho em chưa? Cô đi 69 cho Nguyễn Chuyên. Rồi cái này dùm em mã trắng dùm em, 69.000 dùm em. Ghi dùm em mã số 1, mã số 2 đi mấy chị. Mã số 2 dùm em ha, 69.000. Con này phải gọi là mất mất luôn. Con này bà chị nào quên rồi. Thích mấy kiểu mà có cổ như thế này nè. Hô đi 69 cho Thanh Tuyền. Đó, dáng vừa vừa nè, không có ngắn quá, không có dài quá nha. Và cái này chốt giùm em mã. Hô đi 69 cho Hồng Tuyền. Mã số 2 giùm em 69.000 luôn. Giùm em mã 2 69.000 có đâu được 10 con. Mã 2 giùm em. Mã số 2 69.000 lên cho em ạ. Giùm em mã số 2 69.000. Số 2 cho Thảo My. Giùm em mã số 2 giùm em 69.000 giùm cho ai. Cho mấy một cái vải gì nó lại với sợ luôn hết rồi. Số 2 69.000 cho chị Nguyễn Kiên 2 con. Số 2 69.000 cho Nguyễn Thị Tú. Số 2 69 cho Thanh Tuyền. Số 2 cho Lê Rốt 2 con. Nè, em chưa bao giờ mấy cái con sơ mi nào mà cái vải nó đẹp như thế này nữa mấy chị. Cái vải sao á. 69.000 chốt em mã sơ mi caro dùm em. Nguyễn Kiên với Lê Rốt mà chị hả? Trời. Số 2 cho Hướng Dương xanh. Mấy chị ơi. Số 2 cho chị Hồ Thị Lệ Thu. Trời ơi tay nó bồng. Hết mã số 2 luôn ạ. Mấy chị nhìn cái tay nó bồng nè. Đẹp lắm luôn á. Ghi em mã sơ mi caro dùm em nha. 69.000 dùm cho Hải. Ôi xinh lắm luôn mấy chị. Hết mã số 2 rồi mấy chị ạ. Tay bồng nè mấy chị nè. Ghi em mã sơ mi caro dùm em ha, 69.000 dùm em nè. Em có được cho mấy chị được có 4-5 con rồi mấy okay, chị. Ok thì Thủy Nguyễn, đó vừa rồi em gửi cho ông mọi chị. Mã sơ mi dùm mã em 69.000. Để đơn sang bởi riêng ha. Rồi cái chất sơ mi nó sao quá trời, cái này mà chỗ nào vào mà mua được rẻ luôn á, vô mùa hè là không có giá đó luôn á.
không có giá mà 69.000 một con sơ mi đâu mấy chị. Thật luôn. Các bạn em mã sơ mi dùm em 69.000 dùm chạy. Sơ mi 69.000 hai cái với Thảo My. Sơ mi em mã áo sọc dùm em 69.000 dùm em. Áo trắng hãy mặc chưa lên á, chưa lên nha. Cho lấy sơ mi 69 lên mã sơ mi 69 với em, sơ mi 69 vô thì lệ thu. Chị Bảo Ngọc chị chốt cái gì chị ơi? Sơ mi 69 lên cho em ạ. Giờ lấy liền mã sơ mi giúp em đó chị. Rồi cái này chú em mã áo sọc giùm em 69.000 giùm em. Rồi cái này chú em mã áo sọc giùm em nè, 69.000 sọc. Không chốt rồi. Là không có lần sau nữa đâu mấy chị, là không có hàng to bao quý. Không có hàng to bao rẻ như thế này đâu. Ôi. Nè. Sọc xuống như hướng dương xanh. Nhìn mấy chị nhìn cái con sọc xuống như hồng hoa. Giờ lấy sọc xuống là mở sọc xuống cho em đi ạ. Không vừa nha, mã số 3 giùm em 69.000 giùm. Sọc 69 cho chị ạ. Thanh Tuyền. Áo của Hải Diễm mang á, mấy chị mà 55 sọc 69 như hướng cho hướng xanh có rồi chị ạ. Sơ mi caro 69 cho chị ạ. Sơ mi caro 69 cho Trần Thùy Dung. Kim em mã số 3 dùm cho Hải nha. Mã số 3 dùm em 69.000 dùm cho em. Sạp xuống cho em Phương. Nhìn mấy chị. Nhìn cái hàng này. Kim em mã số 3 69.000 cho khỏi nhà. Còn 2 trái vô thì lệ thôn. Ủa cái nó có giá rồi mày không? Anh Dục ơi bôi giá. Kim em mã số 3 69.000. Mã số 3 dùm em. Kim em mã số 3 cho khỏi nhầm nha mấy chế yêu. Mấy chế đừng chốt nhầm nha. Hướng dương xanh sạch dư nha. Sơ mi cá rô 69 nha. An mi Nguyễn này dù còn hết. Bỏ cái đó luôn đi. Ở dưới vậy, cái dưới chưa có giá mà đúng không? Bỏ luôn cái dưới đi. Đây nó dù còn hết rồi đó. Sạp xuống cho Nguyễn Kim. Sạp xuống cho Linh Trần. Hai cháu giống kiểu Hải Mang. Nhưng mà nó là vừa. Hả? Và tay là tay bồng. Sọc xuống cho Linh Tròn. Sọc xuống cho Lê Hiền Lanh. Sọc xuống cho Nguyên Hạnh. Quần em mặc có bán không? Quần em mặc có bán. Áo em mặc cũng có bán luôn. Xíu em lên nha. Tờ em xíu. Các chị cục lên. Sơ mi caro xuống cho Ngọc Hiền. Rồi cái này chú em mặc áo đen cho khỏi nhầm. Sọc xuống cho Mỹ Nhân. Đơn trước em đi chưa? Đơn trước đi rồi. Áo đen 69.000 mấy chị chốt lại lẹ lên đi mấy chị, hàng đẹp lắm. Em muốn like hết đó mấy chị. Nha, nên là mình chốt like một nhanh một chút xíu ha. Ở đây mỏng hả? Mã số 3. Rồi cái này ghim em mã áo đen dùm em. Rồi. Có 4 con, 5 con, chính là. Có 4, 5 con thôi mấy chị ơi, 69.000 chốt em màu đen dùm. Dư dưới sạc à? Số 3, 69.000 cho chị Hà Nguyễn. Đơn vừa rồi chị có. Đơn vừa rồi là có hai cái áo phao nhưng mà khác kiểu khác. Số 3 cho Nguyễn Kiên. Không có giống nha, không có giống đó. Số 3 cho Thảo My hai con. Số 3 cho Lệ Mỹ Đỗ. Nhiều hàng đẹp quá mấy chị ơi, từ từ nha. Ghi số 3 cho Phong Lan. Ghi lê em bán 69.000 nè. Số 3 gì Trinh? Chắc không hay bán á, mình hãy bán. Hết mở số 3 nha, nên là mấy chị chốt đi. Và nhớ là chốt được hàng rẻ thì đừng có buôn hàng nha. Nha mấy chị yêu nha. Mua ví dụ như bên em bộ chốt đơn không thích. Đang cho Nguyễn Rosa. Nha mấy chị yêu nha, chứ đừng có buôn hàng nha mấy chị yêu nha. Hàng này người ta không chốt được á, mình chốt được mình đừng có buôn hàng nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em có 69.000 thôi, em có thật luôn. Đen cho chị Meo Meo. Bây giờ cầm 69.000 em đảm bảo luôn, không ai bán cho mình đâu. Người ta bán một cái người ta cũng phải bán cho mấy chị giá là 100.000. Đen cho người ta mặn mặn. Nha mấy chị yêu nha, không ai bán giá 69.000 mà lãi mấy ngàn như Hải đâu. Nên là mấy chị mua hàng có tâm dùm em ha, đừng buôn hàng nha mấy chị yêu nha. Nói không với chữ buôn hàng dùm cho em ha, để lần sau vô thấy em còn bán hàng rẻ hàng đẹp
thì hãy còn chốt cho mấy chị được nữa, còn mấy chị bơm hàng em đảm bảo mấy chị luôn, không bao giờ em bán nữa nha mấy chị nha. Rồi chốt em mã ghi lê dùm em, ghi lê dùm cho Hải nha, 69.000 dùm cho em. Chốt em mã ghi lê 69.000 dùm cho Hải nha, ghi lê dùm em 69.000. Thời đại này không ai bán cái gì mà 69.000 một cái áo đâu mấy chị, em đảm bảo mấy chị luôn á nha mấy chị nha. Và cái hàng tao bao cũng vậy, không bao giờ cầm được 69.000 mà order từ bên đó về đâu mấy chị nha. Về số lượng nhiều và phải có, ví dụ như là mấy chị ôm được hàng sale, hàng lẻ này kia mấy chị mới có giá này. Ghi lê 69.000 cho Lê Thảo. Nó gì nó sang dễ tặng ngay cao. Rồi tiếp. Ghi lê xuống như Lê Thảo. Như cái quần này nè, chị nào mà mua ghi lê xuống như Lê Thanh. Sang em mời dùm em, 69.000 bữa nay. Ghi lê 69 như Bùi Xuân Diệu. Chị ta nên là em bán giá siêu rẻ cho mình luôn á, nên là mấy chị đừng có thoát. Ghi lê xuống như Phùng Hông. 69.000 xây mồ dùm em. Chốt tiền em. Ghi lê xuống như Lê Thị Quỳnh Thơm. Ghi lê xuống như Phạm Anh Thư. Cái này mấy chị nè. Ghi lê xuống như Thục Châu. 69.000 dùm cho Hải nè. Ghi lê xuống như Nguyễn Trang. Nhìn cái quần này mấy chị nè. Hết mà ghi lê ạ. Đáng để mua lắm luôn á em á thật. Ghi lê xuống nhỏ gái. 69.000 đáng đồng tiền để bỏ ra mua lắm luôn. Tại vì hàng này mấy bạn bán 250.000 một quần. 250.000 một quần nha. Ghi lê xuống như Thảo Mây hết mà ghi lê đâu mấy chị nha. 69.000 dùm cho em. Chốt nhanh dùm em mã quần 69.000 dùm em. Tay mờ dùm cho Hải nha. Chốt tìm em mã quần dùm em 69.000 tay mờ. Đẹp chưa? Thôi chốt tìm em mã quần dùm em tay mờ dùm cho Hải nha. 69.000 dùm em. Chốt nhanh nha, chốt lẹ nha. Cái này để dành Tết bán cũng không sao mấy chị. Để quan năm bán cũng được luôn. Tại vì cái hàng này em đảm bảo mấy chị luôn. Hàng em bán nhiều lúc mấy chị ra trend á kìa. Tới năm sau mấy chị vẫn thấy người ta còn bán chưa ra mẫu luôn á nha mấy chị luôn nha. Thôi chốt tìm em mã quần dùm em 69.000 dùm cho Hải. Quần 692 cái Thảo My. Chốt em mã quần dùm em ha, 69.000 dùm cho Hải. Quần 692 cái cho Nguyễn Kiên. 69.000. Đó là quần 69.000 cho em chưa? Rồi tiếp cho mấy chị ha. Quần 69.000 cho Thái Thi Vân. Mấy cái quần này may là nhức nách luôn. Quần xíu như Thục Châu. Trời. Quần 69 cho Lê Rốt ba con. Trời ơi mấy chị ơi nhìn nè. Chưa? Đã quần chưa? Quần xếu như Bùi Xuân Diệu. 69.000. Hết mã quần à. Caro dùm em. 69.000 dùm em. Rồi cái này chốt em mã caro dùm cho Hải nha. 69.000 cái quần caro nè. Trời ơi. Mang sướng lắm luôn nha mấy chị nha. 69.000 dùm cho Hải nè. Chốt dùm em mã quần caro dùm em. Quần caro nha. Size cho mấy chị 55 cái đổi lạnh men ok dùm cho Hải. SML men ok luôn. Chốt nhanh dùm em mã quần caro 69.000. Quần caro dùm cho em nha, sếp đang mặc có lên không chị ơi, sếp chị đang mặc có á, chị lên hàng lẻ nha, chị mặc áo riêng, quần riêng á, chị ghép vô á. 69.000 dùm em, cho em mẫu quần caro 69.000. Mấy chị thấy cái bọc hàng nào nó cũng có thương hiệu luôn á, nha mấy chị nha. Mình mua giờ lấy quần caro lên, mẫu quần caro với em cho khỏi bị nhầm màu, mấy chị nhầm mẫu mấy chị nhớ. Rồi ghi dùm em mẫu quần caro dùm em. Quần caro 69.000 chứ hồng nào TT. Cho em mẫu quần caro dùm cho Hải, 69.000 dùm cho Hải. Chờ giúp cho chị con áo len ngọc kia. Kim em mẫu quần caro nha mấy chị yêu. Tới liền mẫu quần caro 69.000 cho em ạ. Kim em mẫu quần caro nha 69.000, quần đó mang đẹp lắm ấy. Quần caro xứng như Thục Châu. Ủa chứ con ghi lên này nói chờ trước. Quần caro 69.000 là cho em mấy chị ơi. Chơi hồng này thì có rồi chị ạ. Quần caro xứng như Hành Nguyên. Quần caro 69.000 cho em yêu. Quần caro 69.000 cho chị ạ. Tuệ An Cô Ta. Quần caro 69.000 cho chị ạ. Hành Nguyên có rồi chị ạ. Trời ơi, bữa trước chị nào mà không chốt được cái con này thì chốt lại nè. Ok, dùng mãi rô xa, chị nào lấy quần caro lên mã quần caro với em ạ. Rồi cái này ghi lê dùm em, mã ghi lê dùm em. Quần caro cho Ngọc Hiền. Ghi lê đẹp lắm mấy chị ơi, 69.000 dùm em. Rồi cái này ghi dùm em, mã ghi lê dùm em ha, 69.000. Cái con này mình phối với lại mấy cái thơ mi á mấy chị. Hoặc là mấy chị phối mấy con đầm mà đầm có cổ này kia, nó rất là đẹp nha. Đẹp lắm, xuất sắc lắm mấy chị. Sao mình kèm đai hay là kèm gì cũng được. Hoặc là mấy chị mặc mấy cái đầm lưới, đầm bánh bèo, mình phối một con ghi lê ở bên ngoài rất là xinh nha. Rồi 69.000. Chốt đi dùm em mã đầm ghi lê 69.000 dùm em. Chốt em mã đầm ghi lê ha, 69.000 phải có được 10 con thôi mấy chị. 10 con nha, ghi lê này đã lắm ấy. 69.000 về phối đồ bán ha. Nào chị nào bán sốt á kìa, phối cho mấy con canh đẹp á thì mình mua mấy con ghi lê này về phối nha, rất là đẹp luôn ấy. 69.000.
Dùm em mã ghi lê 69.000 dùm em. Đầm ghi lê nha, bữa trước em like sạch sẽ luôn á, không còn cái nào á, cái này là hàng mới về luôn. Giới lên mã ghi lê 69.000 vô thì lệ thôn. Lên mã ghi lê 69.000 vô nè mấy chị ơi. Hết rồi. Xem chấm tương tác chia sẻ like lên giúp em chưa. Và nhớ bấm like với cho em cái khỏi bị ẩn của mình mấy chị nhá. Ôi nó đẹp chưa. Rồi cái này ghi em mã số 2 dùm em. Mã số 2 dùm cho Hải nha. 69.000. Đó chị nào bấm ghi lê cho Phong Lan. Chị đâu không nhanh đi được nha, có 3 con à. 3 con thôi. Mã số mấy đọc quên mất tiêu rồi. Mã số 2 dùm em. Ghi mã số 2 69.000 3 con nhất rồi. Số 2 69.000 cho Nguyễn Kiên. Chị nào bấm nhanh thì được nha. Ừ, rồi. Đẹp lắm ấy. Số 2 69.000 là cho em mới chạy. Số 2 69.000 cho Nam Ông. Số 2 69.000 cho Hồng Hoa. Số 2 69.000 lên cho Thảo My. Rồi con này cũng số 2 69.000 cho Hoàng Ngân. 69.000 cho My mã duy nhất giùm em. Hết mã số 2 mấy chị nhá. Duy nhất nha, cái này chị cho My hiền, My hiền. Cho Thảo My luôn nha. Rồi hãy lên áo hãy mặc hiền. Rồi cái này ghi em mã áo hãy mặc giùm em ha. 69.000 cho em mã áo hãy mặc 69.000 giùm em. Cái đầm vest nó đẹp lắm luôn á. 69.000 siêu rẻ luôn. Rồi cái này chốt đi giùm em mã này mấy chị nè. Rồi áo hãy mang nha mấy chị yêu nha. Con này là hãy đóng hãy làm như thế này. Và cái sao như thế này. Con này mặc lên giá lắm luôn á. Siêu giá nha mấy chị yêu nha. 69.000 cho em mã áo hãy mặc ha. Tay như thế này nè. Con này mặc vip lắm. Con này mà chị nào mà mất hơn hãy mặc chắc chắn đẹp hơn hãy nhiều luôn á. Nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi em mã áo hãy mặc giùm em. 69.000 hãy thật ấy. Chị nào mà dạ như là mất mất mang cũng rất là xinh nha mấy chị yêu nha. Đây nè. Con này mặc đẹp lắm. Ai mang cũng được hết nha. Rồi chờ lấy thì chốt đi giùm em mã giùm em. Đi giùm em mã giùm em. Áo hãy mang nha. 69.000 mặc 69.000 cho Nguyễn đi nha. Ghi em mã áo hãy mặc 69.000. Giờ lấy áo mặc lên áo mặc cho em 69.000. Áo mặc hai cái cho Nguyễn Kiên. Cái con này nó có mấy màu đó, mấy chị. Áo mặc 69.000 cho Hoàng Yên. Mấy chị lấy cái màn KS Radio này bán đi. Nguyễn Kiên hơi đấy. Áo mặc cho Thanh Tuyền. Chị Thanh Tuyền ở Tết mới chọn nhiều thì cộng với em 200.000 vào tài khoản rồi chọn thêm chị nhá. Cộng đi với em 200.000 vào tài khoản nè. Áo mặc cho Nguyễn Kiên có rồi. Áo mặc cho Khôi Nguyên. À, cái nào hôm nay bán mấy chị 69.000, mấy chị không bốc màu dùm Hải thì màu nào cũng đẹp hết, màu nào cũng đẹp luôn. Ai mặc cho Hồng Khoa. Đẹp cái bộ này 69.000 không có đâu mấy chị. Em mặc ấy, mấy bạn mà hay chém gió. Ai mặc cho Nguyễn Cô Sa. Mấy bạn mà hay bán hàng mà chém gió mấy chị kìa, người ta bán cho mấy chị. Đó mặc hai cái cho Phạm Anh Thư. Chắc mấy chị cũng phải là 220.000. Hết mã em mặc ạ. 220.000 đó không có rẻ đâu, em bán 69.000 mấy chị ghi em mã đầm caro dùm em ha. Em không bốc màu ha, tại vì cái màu nào nó cũng đẹp hết. Thật sự là màu nào cũng đẹp hết, không có màu nào mà không đẹp. Chị nào lấy ba màu em cho ba màu ha, chị nào lấy một cái em cho một màu ha, tại vì cái này thật sự luôn 69.000 không có đâu. Tại vì em đã nói là hôm nay tương tác tốt em sẽ sale cho mấy chị một giá rất là tốt luôn nha, và siêu rẻ luôn nha. Chị lấy ba màu chốt ba màu, chị nào lấy một hay lên giùm em mã 69.000 ha. Rồi chốt em mã đi mấy chị. Cho lúc em màu không cần 69.000 chị, và 52-53 ký mang ok size SM á mấy chị. Rồi mấy cái quần sọt này. Chung. Quần caro rất đẹp, cái áo quần caro nó đẹp lắm. 69.000 đẹp lắm. Tầm caro số nhiều Hồng Khoa. 69.000 bằng ra ngồi mua chỉ có một con thôi mấy chị. Còn mấy cái quần sọt này. Quần sọt này không có bà may may và thích lắm luôn ấy. Quần sọt mang đẹp lắm. Caro số nhiều Khôi Nguyên. 69.000 cho mình. Ai mặc hết luôn mấy chị ơi. Caro số 9 cho Hoàng Bích Ái. Số 9 cho Lê Rốt hai con. Còn ghi lê em nhưng mà đợi xíu nha. Rồi cái này ghi em mã quần giùm em. 69.000 quần sọt giùm em. Quần sọt nha, má là đẹp luôn nha. Ghi em mã quần. Quần sọt giùm em. Cho Mỹ Vy SML men ok, 69.000 giùm chào. Cho đôi xứng cho Khôn Nguyên có rồi ạ. Cho đôi xứng cho HD tròn. Rồi cái này ghi em mã quần giùm em ha, 69.000 em có mấy con thôi. Còn bên ái có rồi chị nhá. Quần này chị nào? Caro xin cho nhỏ gái. Hôm nay Caro 69.000 cho lên nhà Tú Vy. Quần sọt giùm em. Hết mã Caro. Rồi cái này chốt em mã quần giùm em, 69.000 giùm em. Ghi em mã nha mấy chị yêu nha, em đã báo em không bóc mã mấy chị. Chị nào lên mã em không có chốt ấy. Rồi cái
này chốt em mã quần giùm em 69.000 quần sọt giùm em ha. Quần này chắc đã lắm, em nói thật luôn ấy. Mấy cái dòng này em nói là mấy chị nào ở miền Nam á kìa, hoặc là mấy chị nào ở đây hay mang mà dạng như là mặc áo len này kia, mấy chị phối mấy cái quần này nè, em đảm bảo mấy chị siêu đẹp luôn. Và màu này là màu đỏ mận á mấy chị, mặc rất là sạch và mặc rất là trắng chân luôn nha mấy chị ơi nha, trắng chân lắm luôn á. Chèo lấy thì chốt giùm em mã quần sọt giùm em. Kim em mã quần sọt nha mấy chị yêu nha, 69.000 một cái. Siêu quần siêu sọt 69.000 là giúp em chứ tâm trâu. Rồi cho chị cái cọc quần kem đó toàn kìa, cọc quần kem. Thế mới cứ ăn chọn đủ đơn cho 100.000 thì thiếu 5 bên em đi đơn luôn mấy chị ạ. Bên em đơn cho mấy chị thiếu 5 á. Rồi chốt cái giùm em mã giùm em luôn. Đây nhà Thu Vi à, em đổi địa chỉ ngồi Đà Nẵng nha. Ok em. Chị inbox giúp em đi chị ạ. Rồi lên nhanh cho mấy chị luôn. Con áo sơ mi giùm em 69.000, chốt em mã sơ mi 69.000. Không có chồng Nina gì chưa có món gì hết chị ạ. Nè mấy chị nhìn hộ em cái áo sơ mi này nha. Cái vải của nó là đợt này nó về hàng tơ, nhưng mà không phải là hàng tơ bóng nữa nha mấy chị nha. Tơ này rất là xịn luôn, không cần ủi nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt em mã sơ mi giùm em, sơ mi giùm cho Hải nha, 69.000 giùm cho Hải. Hồi nãy không để lại, hồi chiều còn một con ghi lê đen á. Em để đâu hết rồi. Rồi cái này chốt giùm em mã sơ mi giùm em 69.000 giùm em, sơ mi màu vàng nha mấy chị nha. 69.000, con này phối ghi lê ở bên ngoài nó đẹp lắm, màu này rất là đẹp nha. Màu này xuất sắc lắm mấy chị. Ghi em mã sơ mi giùm em 69.000 giùm cho Hải. Sơ mi vàng nha, sơ mi nó phối đồ đẹp lắm. Rồi con này buồn cái là nó có size cho mấy chị 50kg thôi, 50kg thôi nha, 69.000. Quần kem, quần mà dạng như là ngố ấy, quần ngố này rất là xuất sắc. Cho lấy sơ mi lên mã sơ mi với em nè, 69.000 bây giờ em thấy chị Nguyễn Kim Ngân nha. Quần nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này chốt thì giùm em mã quần kem giùm em 69.000, size cho mấy chị 50kg đổi làm em ok giùm cho Hải. Hãy có đúng cho mình được à 10 con nha mấy chị yêu nha. Sơ mi cho hướng dương sơ mi vàng cho hướng dương xanh. Rồi chốt thì giùm em mã nha mấy chị. Rồi cái này ghi giùm em mã quần giùm em 50kg đổi làm em ok giùm em 69.000. Hàng này được sơ mi vàng cho Loan Nguyễn. Không có giá nào nha mấy chị yêu nha. Quần giùm em 69.000. Trời ơi nó rẻ mà như cho vậy đó trời. Dù dược cái sơ mi vàng. Dù không có gì đâu. Bà này không được nhé. Quá trời quá. Lên mã quần kem với em ạ. Quần kem 69.000 với Hoàng Uyên. Cái áo này mà không chốt là em giận tím người luôn đó mấy chị. Giận mà dạng như là tới không biết nói sao đó nha. Quần kem 2 cái cho Lê Rốt. Ghim em mã áo xô 69.000 giùm em. Giận tím người đó mấy chị. Gọi là giận tím người quần đó. Quần kem với hướng dương xanh 69.000 chốt giùm em. Ghim em quần kem Hoàng Liên có rồi ha. Quần kem cho Trà My. Số trắng giùm em 69.000 FM 52-53 kg mang đẹp nha. Chị nào mà ốm ốm thì cao cao thì 55 kg đổi lại. Sơ mi vàng cho Nguyễn Thảo. Dù có sơ mi vàng. Quần kem cho Lan Nguyễn. Quần kem cho Nương Lương. Cái này không chốt. Lê Rốt có 2 con rồi chị nha. Quần kem hướng dương xanh có rồi ạ. Rồi lấy áo xô là mà áo xô trắng với em đó chị ạ. Ghi mê mã xô trắng giùm em. Xô sẽ giống như Thái Thi Vân. Đẹp, đẹp này nó về mấy con áo phong mà nó lễ lễ mà nó đẹp lắm mấy chị. Giờ lấy phong. Đây này nó có 2 con này mấy chị. Mà nó y như vậy nó khác cái màu thôi. Nhìn nó viết tắt nha. Đẹp chưa? Có 2 con rồi mấy chị. Giờ lấy thì chốt giùm em nè. Ghi giùm em mã áo phong giùm em 69.000 có 2 con à. Xô xứ như Lệ Mỹ Đỗ. Tên này mấy chị nè. Bạn nào lấy 2 con. Xô xứ như Hồ Thị Lệ Thu. Không ơi em lấy 2 cái áo này không. Xô xứ 3 con cho Lê Rốt. Nè nó đẹp lắm luôn ấy. Con này cho chị Nguyễn Kim thì 2 con à. Mà đẹp lắm luôn nha. 69.000 đẹp lắm. Xô xứ cho chị à. Thảo My 2 con. Áo phong này đỉnh lắm á. Xô xứ cho Đỗ Bùi Phương Chi. Quần kem Trà My có rồi em ơi. Xô xứ nhỏ thì Lệ Thu. Hết. Ờ thì Lệ Thu có rồi mà. Xô xứ nhỏ Nguyễn An đi hết mã xô ạ. Rồi cái này chốt giùm em ha, size cho mấy chị 52 kg đổ lại mình ok. 69.000 chốt giùm em mã số 10. Quần kem 69.000 cho Lê Thị Thu Hà. Rồi cái này chốt em mã số 10 giùm em ha, 69.000.
Mã 10 giùm em, 69 ngàn giùm cho em. Hết mã số mấy chị ơi, lên mã số 10 giùm em ạ. À, có không cho chị Nguyễn Kiên rồi. Không ai cái 69 ngàn cho Nguyễn Kiên. Rồi chốt đi giùm em mã số 10 giùm em, 69 ngàn. Siêu rẻ luôn mấy chị ơi. Chuột hàng hiểm không? Chị cho chị đến hết cục tay vô với đây. Chị cho chị đến hết cục nhà nhiều, chị cho chị đến hết. Đừng ao like nghe mấy chế. Ôi nó đẹp nhất nách luôn. Ôi. Gì vậy? Số 10 69 lên giúp em mấy chị ạ. Số 10 69 cho Nguyên Hạnh. Số, không số 7. Ôi. Mấy chị ơi, ghi giùm em mã VIP giùm em nha. Size M giùm em. Cao mới 6 là 55 kiếm mang vô tư nha. Nói sao đây, số 10 xin cho Nguyễn Tý. Số 10 xin cho Thảo My. Mấy chị nè. Ôi mấy cái này thành phố đẹp lắm mấy chị. Đẹp lắm luôn ấy. Trời ơi 69 ngàn không thể tin được đâu. Kèm 69 lúc nãy cho Đăng Thanh. Không thể tin được nha. Nhưng mình mà viết 69 ngàn. Quá là đỉnh luôn ấy. Này khác ai. Đừng chốc một số 10. Số 10 xin cho Ngân Huyền. Trời đất ơi nó đẹp má ơi. Số 10 xin cho Nguyễn Thị Phương Thảo. Đen xin cho Hồ Thị Lệ Thu. Mã VIP này em có 3 màu này, em cho chị, em cho chị Thảo My, chị Lê Rốt với là chị Phong Lan mỗi người một cái nữa. Cho 3 người đó. Khỏi cái lăng. À. Phong Lan với Thảo My. Anh chốt cái này đi, anh chốt xong này rồi lại chốt qua cái kia. VIP 69 ngàn là chưa em ạ. Tự nhiên giờ bóc VIP 69 ngàn hai con cho Lê Rốt. Giờ bóc chúng mấy cục quần mà nó đẹp. Không thể không dễ nào không like chứ. Thiệt chứ. VIP 69 ngàn thư trần. VIP 69 cho Thảo My. VIP 69 cho Tuệ An Cu Tê. Mấy mấy chị nè. Đẹp chưa. VIP 69 cho Trần Trần. Cam giùm em 69 ngàn dùm chả. Trời ơi. Cam dùm em 69 ngàn dùm chả. Đẹp banh mắt chưa. Trời ơi xuất sắc. Cô Rô xin cho Phong Lan. Sao ghi dùm em mã cam dùm em ha. 69 ngàn cái quần cam này nè. SM 55kg đổ lại này ok chả. Trời ơi cái này đẹp đó. Cam dùm em 69 ngàn dùm em. Cái mã cam 69 ngàn quần hát chân dài lắm mấy chị. Cái này mang mấy đôi giày thể thao đi liền em nha mấy triệu nha. Ba chị đó lấy cái kia không báo em với nha. Không là Thảo My với Lê Rốt nè. Mỗi chị mỗi con này cái quần nó màu đẹp lắm ấy. Mà nó có 3 con mà mấy chị em lười ăn ấy. Mấy chị lấy mấy chị ok dùm em một cái đi em để nha. Màu đẹp lắm ấy. Và có áo khoác cam dùm cho Hải nha. Mấy chị có lấy cái quần đó không để em biết em like cho khách nè. Okay. Vì quần đó đẹp quá. Quần đó đẹp lắm luôn ấy. Đẹp lắm mà màu cũng đẹp lắm nha. Mà cái kia nó có 3 con rồi nên là thôi. Chị bông lan á, chân lá caro này nè. Từ trước lấy mà nó chỉ có size S thôi. Nay nó có size M nè. Em bán luôn 69 ngàn luôn nè. Chân quái. Cam cho Thục Châu. Chân quái mà nhiều chị hỏi em nhiều nhất luôn ấy. Đúng nha, đẹp lắm. Chân quái giùm em, tay em mồi nha, 69 ngàn. Hôm nay em bán siêu rẻ cho mình luôn á, nha mấy chị. Cam xuống nhà Nguyên. Rồi cái này chị lấy thì chốt. Cam hai con cho Nguyễn ăn đi. Nè mấy chị nè. Nhiều chị á, kiểu mấy chị tưởng em bán 69 ngàn nè, em chắc em đi qua. Cam cho Lên Rốt. Em đi lấy ở đâu mà rẻ lắm, chắc 30-40 ngàn á mấy chị. Nhiều chị á, vô hỏi bác sĩ là có giảm hay không. Cam cho Phong Lan. Này kia mấy chị, nhưng mà 69 ngàn nè, có cái em giảm, có cái em không giảm nha. Cái xong rồi chị ơi, sĩ gì có giảm có 10 ngàn, có cái không giảm. Cam cho Phạm Tiết Anh. Không rẻ đâu mấy chị, em bán rất là rẻ rồi á. Nên là mấy chị phải biết là rẻ mà đẹp thì không bao giờ có đâu mấy chị, ít khi có lắm nha mấy chị nha. Nên là mấy chị đừng có hỏi Hải ồ sĩ gì giảm ít vậy nha mấy chị nha, là em không có trả lời nữa đâu mấy chị. Làm sao vô hỏi Hải ơi có sĩ hay không này kia em cũng không trả lời đâu mấy chị nha.
Tại vì tâm của em là em bán hàng rất là rẻ luôn nha mấy chịu nha. Bán rất là lẻ, lãi rất là ít nha mấy chịu nha. Nên là cam vô thì lại thu. Xác định hỏi sĩ em mà nói là sao mà sĩ giảm ít vậy là em không có trả lời đâu nha mấy chịu nha. Rất là ngại phần đó luôn. Bán rẻ rồi mấy chịu nha, mấy chịu nha. Rồi ghi liền em mã mấy chị. Cam em còn một con giờ lấy chú liền với em luôn à. Chân quái giùm em, 69 ngàn giùm em. Giờ lấy liền mã chân quái caro 69 ngàn lấy với em luôn chị ạ. Chân quái caro 69 ngàn giùm cho hả. Rồi con này có một con duy nhất này mấy chị. Chân quái caro 69 ngàn cho Phong Lan. Em bán cho mấy chị mấy cái hàng mấy chục ngàn thì mình mặc sướng lắm mấy chị. Có một con duy nhất màu này, màu trắng. Chúng quái caro 69 ngàn cho chị ạ. Nga mông. Bán luôn 69 ngàn luôn. Chốt liền em mà áo 69 ngàn. Chúng quái caro 69 ngàn cho Trà My. Rồi kim em mà áo 69 ngàn. Em có một con duy nhất ha. Chúng quái caro 69 ngàn cho Lê Rốt. Chúng quái caro 69 ngàn cho Thoan Nguyễn. Chúng quái caro 69 ngàn cho Hoàng Uyên. Chị Hoàng Uyên ơi, cách mới chọn nhiều thì cậu với em 200 ngàn và tài khoản rồi chọn thêm giá. Chúng quái 69 ngàn là hai cái với bạn Anh Thư. Hết mã cho mấy caro luôn rồi. Đây, cái quần mà nhiều chị hỏi em nhiều nhất luôn. Con quần ống suông màu đen. Rất là nhiều chị hỏi luôn ấy. Nhớ mấy chịu nha, 69 ngàn. Nhưng mà cái này là quần suông vừa. Đã xin cho Phong Lan. Đây nè. Nó là phôn vừa mấy chị. Nó không phải là suông to nha mấy chịu nha. Suông vừa này rất là dễ mặc luôn. Và rất là dễ phối đồ nha mấy chịu nha. Và vừa hết chân của mình nữa. Nhớ mấy chịu nha. Phôn vừa giùm em nè. Rồi cái này ghi em mã quần suông màu đen giùm em. 69 ngàn ha. Size S, size M, size L gì mấy chị mang cũng đẹp cho Hải luôn. Quần sung giùm em nha, phôn vừa giùm cho Hải. Vừa lắm luôn mấy chị nha, không có bị to quá nha mấy chịu nha. Cho em mã quần giùm em, 69 ngàn giùm cho Hải nè. Được cho mấy chị được 5-6 con thôi mấy chị. Rồi cái giùm em mã quần giùm em, quần đen là 69 ngàn. Có rất là nhiều chị hỏi hai cái quần này nha. Nếu máy hết rồi bây giờ là mẫu quần 69 đen, 69 bình thường. Quần xứng như ngao hình. Kim em mở quần giùm em 69 quần đen xứng cho Thái Thí Vân. Kim ổn cọc với em chị nha. Quần cam là con áo này dành cho mấy chị nào mà ở ngay chỗ. Quần cam là xứng như anh Thơ Mạnh. Mấy chị nào mà lạnh á, chị nào mà ở lạnh á thì mình mua cái áo này nha. Cái con này là hàng dạng như là hàng quần đen xứng nhà cho em Phương. Hàng lông á mấy chị, hàng lông đó mấy chị nha, mấy chị nha. Rồi cái này chiều lấy chốt đi giùm em mã nè. 69 ngàn. Quần xuống như Trần Thị Dung. Rồi cái này ghi giùm em mã áo lông giùm em ha. Vải đã lắm luôn á mấy chị. Lông mà lông mình đó mấy chị, để mặc giữ ấm ấy. Quần xuống xuống như Lê Thảo. Rồi cái này chốt đi giùm em. Quần đen xuống như chị Đăng Thanh. Đen xuống như Thục Châu. Áo dùm cho Hải nha, 69 ngàn. Size cho đen mấy chị. Đen số gì đồ mắt buồn hết mà đen. 25 cái đổ lạnh em ok dùm em. Cái áo này mang sướng lắm nha mấy chị nha. Con này mặc với lại khoác với lại áo kiểu áo đồ mấy chị đã lắm luôn á. Nó nhẹ mà rất là sướng nha. Chốt dùm em mặc áo dùm em 69 ngàn dùm cho Hải. Giờ lấy cái liền mà áo 69 ngàn cho em đi ạ. Kim em mà áo 69 ngàn dùm chị. Kim em mà áo 69 ngàn mấy chịu nha. Kim em mà áo 69 ngàn dùm chị. Áo lông nhẹ mà đã lắm mấy chị. Áo lông 69 ngàn cho Lena. Rồi quần sọt màu đen dùm em. Áo lông 69 ngàn cho chị Hồng Nhung Lê. Hiểu á. Quần này mùa hè bán sướng hơn mấy chị. Giờ lấy cho em mẫu quần này 69 ngàn dùm em. Để em bán như thế này cho mấy chị rẻ á. Áo lông 69 cho Thục Châu. Cái bữa mua hàng không có hàng này mấy chị. Áo lông xuyến Hồng Nhung Lê có rồi ạ. Cái này ghim em mẫu quần sọt giùm em 69 ngàn giùm cho em. Áo lông xuyến chị Lena có rồi chị nha. Rồi ghim em mẫu quần sọt giùm em ha 69 ngàn giùm cho anh. Ủa chị sợ là tương tác là duyên. Bây giờ chị nào chưa ôm đài với nhau ôm đài với duyên luôn ạ. Mấy cái hàng này hàng cho chị nó cục nó gì nữa. Quần sọt đen 69 ngàn giùm em. Ghim em mẫu sọt đen giùm em 69 ngàn giùm em. Chị cái chị hàng đó. Bữa nay nãy nói rồi mấy chị. Bữa nay mà bán mà quần sọt này kia là phải đóng nè. Đóng cái bữa bán hàng mấy chị chứ bữa không có hàng thật luôn ấy. Ở lòng sao chứ Phạm Thi Thi cố gắng chọn đủ đơn trên 100 ngàn để thứ năm em đi đơn luôn mấy chị nhá. Nó về cái quần được cái gì mà cùng nhà bà nào đi làm công sở này kia đúng rồi luôn ấy. Size 50 kg đổ lại này mấy chị 69 ngàn giùm em này.
bí mật luôn ấy. Bữa nay chị nào mà xem được like là chốt được mấy cái quần đúng xịn luôn. Quần sọt xíu như Thủy Khang. Nè quần sung mà sung vừa luôn này, màu đen này mấy chị. Size mấy chị 50kg đổ lại em ok chứ em bảo quần. Quần này ghi giùm em mã số 1 đi cho khỏi nhầm ha. 69.000 mã số 1 giùm em. Trời ơi đúng xịn luôn ấy trời. Nè mấy chị nè. Đi làm công sở mà may mấy cái quần tây này đúng đẹp luôn. 69.000 chốt đi giùm em mã nè. Mã số 1 giùm em nha. Trời ơi em thấy thật luôn ấy. Quần đen mã số 1 69.000 lên cho em mấy chị, lên mã số 1 cho em luôn ha. Cái form nó đẹp mà thật má trái luôn á mấy chị, không biết nói sao luôn. Số 1 69.000 cho Thục Châu. Cái form quần đúng đẹp luôn á. Số 1 69.000 cho chị Thảo My hai con. Mã số 1 giùm em, 69.000 giùm chị. Kim em mã số 1 nha, mỗi chị cho Hải Sơn một nút tim nha mấy chị yêu nha. Để xin cho lên rốt 3 con. Rồi 69.000 chốt em màu hồng tím giùm em. Chốt em mã được hồng tím. Mỗi chị cho Hải Sơn một nút like tương tác nha mấy chị yêu nha. Để có tương tác nha. Vừa xem vừa tương tác với Hải để chốt được hàng nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này chốt đi giùm em mã này mấy chị. Đẹp chưa? Áo hồng giùm em, hồng tím á mấy chị. Để xin nhờ Nguyễn ăn đi. 69.000 10 con duy nhất luôn hàng siêu vip. Số màu xíu như Bảo Ngọc. Cà rốt tốt dùm cho Hải nè. Kim em mã hồng dùm em. Để em xin cho nhỏ gái. Hồng 69.000 dùm cho Hải nha. Nè em về đúng cho mấy chị được mấy cái quần. Số 1 cho Nguyên Hạnh. Đây nè nguyên cục quần luôn nè. Màu hồng, màu xám, màu xanh nha. Giờ lấy màu gì của mình màu đó dùm em. Chúc em mã số 2 kèm màu. Chị me cái caro hồng nó nãy giờ là mấy cái gì á. Số 1 hết rồi mấy chị ạ. Rồi cái này mã số 2 kèm màu giùm em nè. Màu hồng, màu xám, màu xanh. Hồng tím xíu cho Thảo My. Giờ lấy hồng tím xíu cho mã hồng tím xíu cho em đi ạ. Rồi cái này chúc em mã số 2 kèm màu giùm em. Màu hồng, màu xanh vỏ đậu và màu xám. Mỗi mã được có 3-4 con nè. Mã số mấy mấy chị? Mã số 2 nè. Mã số 2 kèm màu giùm nè. 69.000. Hồng tím gì? Hồng là tê tê. Mấy chị phải biết là mấy cái quần này là mấy chị đi mua ở đâu cũng được hết trơn á. Nhưng mà không bao giờ có cái chất quần như nhà Hải á. Nhưng mấy chị yêu nha. Hồng cho gì lưu voi. Cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 để cứ năm bên em đi đơn cái luôn mấy chị nha. Cái chất quần nó đã lắm mấy chị. Đây nè. Không tiếng gì không nè, tôi có rồi, mã số 2 với em đi ạ. Rồi cái này ghim em mã số 2 kèm màu giùm em. Cái quần nó nặng tay lắm nha. Cái quần nó rất là nặng tay, mã số 2 kèm màu giùm em. Phải thấy màu xanh đẹp nè. Màu hồng cũng đẹp nè, màu xám cũng đẹp nè, màu nào cũng đẹp hết. Màu nào cũng đẹp nha mấy chịu nha. Màu nào cũng đẹp hết trơn ấy. 69.000 dùm cho em. Số 2 xám xanh, số 2 đủ màu cho lên rốt. Nãy giờ em để ý cái này nè mấy chị, mà em không biết cái này là cái gì mà màu nó đẹp quá trời đẹp luôn. Thì cái màu này quá trời luôn nè. Như là cái chân quái hay sao á. Có ai kèm màu lấy cho em 69.000 mấy chị ạ. Ô cái chân quái mà nó đẹp có quần bên trong. Thay xám vô Yên Phương. Xinh đẹp, đơn giản mà đẹp lắm mấy chị. Đây nè. Quần nè. Nha, nó là cái quần nha. Trời, nãy giờ em mê cái chân quái này lắm rồi đó. Số 2 hồng cho Trang Thì luôn. Cái này là cái quần nha mấy chị nha. Xinh lắm ấy. Số 2 xanh cho Lê Thị Hà. Trời ơi. Xinh lắm luôn nha. Nè. Mà nó là cái quần bên trong nè mấy chị. Nha. Lốt nè. Mấy chị thấy không? Lốt nha mấy chị nha. Đẹp lắm. 69.000. Số 2 bên chỉ còn màu xanh và màu hồng thôi mấy chị ạ. Chân váy này em có size M. Số 2 xanh cho Nga Huỳnh. Chân váy này em có size M nha. Size M nha. Số 2 hồng cho Mạnh Tiết Anh. 69.000. Cái chân váy này đúng đẹp luôn á. Rồi một cái. Số 2 bên chỉ còn màu xanh và màu hồng thôi mấy chị ạ. Rồi chốt em mã chân váy giùm em. 69.000. Số 2 xanh cho Thục Châu. Ôi cái chân váy này xinh lắm mấy chị ạ. 69.000. Size M á chị. Số 2 bên chỉ còn một con màu hồng cuối cùng ạ. Số 2 chị lên rốt đủ màu rồi nha. Hết xám rồi chị nghe rồi nữa. Đây chỉ còn một con màu hồng cuối cùng thôi mấy chị ạ. Rồi cho em mã chân váy size M giùm em. Chân váy size M nha.
69.000, chốt nhanh đi mấy chị. Hàng này xịn. Có hai hồng gì Phạm Thiết Anh có rồi à. Bên còn dư một con hồng giờ lấy chút thì mã hồng má hai kèm màu hồng với em không? Chương quái hai con 69.000 cho Lê Rốt. Kim em mã chương quái ha, chị ba con. Rồi cái này chốt em mã chương quái giùm em. 69.000 đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi mấy cái hàng này mấy chị, vì mà mặc like này kia mấy chị nào mà xuyên mặc like chụp hình mẫu này kia mấy chị, em đảm bảo mấy chị luôn á. 69.000 giùm em. Chốt em mã chương quái 69.000, đẹp lắm mấy. Chương quái ba con cho Lê Rốt. Kim em mã chân vái giùm chị Loan em. Nguyễn số 2 đó em, còn một con màu hồng chứ gì mà con màu hồng vợ. Lên mã chân vái 69.000 với em, giờ chân vái cho Nguyễn Chiên. Chị nói đó ngày mai mình đi bốt là căn xe mình bốt là mình. À, đầm xô giùm em 69.000, chị nào nhanh thì được nha. Chứ giờ hãy không có số lượng nha. 69.000 giùm em. Rồi cái này chốt em mã đầm xô 69.000 giùm cho Hải nè. Ví dụ như một cái đầm này em đảm bảo mấy chị luôn, không ai bán luôn. Không ai bán 69.000 luôn nha. Đầm xô giùm em, đầm xô trắng ở dưới có lót nè nha mấy chị nha. Nè, kèm túi cho mình luôn nè. Rồi cái này chốt em mã đầm xô giùm em, vải rất là xịn nha mấy chị nha. Đầm xô trắng giùm em 69.000, có 4 con duy nhất nè. 69.000 đó, không ai có đâu mấy chị, đảm bảo luôn. Kim em mã đầm xô trắng giùm em 69.000 mấy chị, chốt nhanh đi mấy chị ơi, hàng này không có 69.000 đâu. Mấy chị mua về mặt mặt chán, mặt che rồi hay cho hay là đi gửi thanh lý sale gì cũng có lãi hết trơn á. Đây nè, 69.000 đẹp chưa. Cái đầm này đơn giản mà đẹp. Cái này chị biết Lê có sale không? Cái này cho mấy chị nào mà 65kg đổ lại. Xô cho dân vô Nguyễn Thị Phương Thảo. Cái đầm này đẹp lắm nha, đơn giản mà đẹp lắm ấy. 69.000 giùm em. Xô xô dân vô Nguyễn Kiên. À, cái đầm này giống cái đầm màu của hôm trước mình có cái đầm hoa kìa. Ôi nè, đơn giản mà đẹp chưa. Xô xin cho Lê Rốt hai con. Ghim em mã đen nha, nó có cái nút ở đây nè mấy chị, dài vô ha. Chị nào không thích thì mở ra nha, chị nào thích thì dài vô nha. 69.000, chốt em mã váy. Xô cho Hồng Hoa. Tay bồng nha, rất là đẹp luôn. 69.000 giùm em. Chốt em mã váy 69.000, váy đen 69.000 giùm em. Chốt em mã đầm đen 69.000 giùm cho em. Đầm đen 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 nha, 69.000 giùm cho em. Lên mã váy đen 69.000 cho em đi ạ. Rồi em lên cho mình một con sơ mi như thế này nha. Sơ mi này đẹp lắm. Rồi ghi liền em nha mấy chịu nha. Sơ mi. Dạ lấy đen lên mã đen 69.000 cho em đi ạ. Ghi em mã váy đen giùm em 69.000 giùm cho em. Này mấy chị, hãy có con sơ mi này chắc lắm. Này mấy chị, số trắng em hết rồi bây giờ nghe số như ngao hình. Sơ mi này chắc lắm nha mấy chị nha. Nè, em đảm bảo mấy chị luôn ấy, không bao giờ có nha. Đen xuống cho em Phương này. Cái này là phối nè mấy chị. Đen xuống cho Vy Nguyễn một bên em. Rồi cái này chốt em mã sơ mi giùm em 69.000 giùm em. Biết lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Nè, con này mấy chị phố ghi lê hay là phố trơn đều đẹp lắm. Đen xuống cho Tứ Lê nặng. Rồi cái này chốt em mã sơ mi. Đen xuống cho Nguyễn Kiên 69.000 giùm em. Sơ mi này VIP lắm nha mấy chị yêu nha. Đẹp lắm luôn. Đen xuống cho chị ạ. Đã mấy chị mặc là đúng đẹp luôn ấy. Chốt em mã sơ mi giùm em 69.000 giùm em. Đen xuống cho Nguyễn Thị Phương Thảo. Ghim em mã sơ mi nha 69.000 giùm em. Sơ mi 69.000 giùm cho anh. Ôi nhìn này mấy chị nè. Nhìn cái con sơ mi này là. Đen xuống cho Lưu Voi. Đen xuống cho Xuân Ni. Bán này giờ bán gần như là. Giờ lấy sơ mi, chốt sơ mi giùm em. Đen xuống ngàn cho Lê Rốt. Chị tính kêu Duyên Di rõ em. Chị tính kêu em. Hết mã đen à. Chị tính kêu em. Sơ mi 69.000 giùm em. Chốt em mã sơ mi 69 giùm cho ai. Sơ mi cho Thục Châu. Rồi cái này chốt đi giùm em mã này mấy chị nè. Áo gió giùm em 69.000. Con áo gió này mấy chị quất nhanh giùm em nha. Quất nhanh lên nha, kẹo hết nè. Rồi cái này chốt em mã áo gió giùm em 69.000 giùm em. Sơ mi xinh như Yên Phương. Mấy chị nhìn cái khuy này nè, là mấy chị sơ mi xinh như Kiều Diễm. Cái độ xịn sò. Độ xịn sò của nó nha mấy chị nha. Đây nè, đã lắm.
nhẹ mà sướng lắm nha. 69.000 em bán tặng cho mấy chị luôn á. Hôm nay là siêu rẻ, siêu rẻ luôn. Sao mày xin cho Nguyên gì? Kim em mã gió giùm em, 69.000 cái áo gió này lấy đi nha mấy chị luôn nha. Em bán 69.000, không ai bán lại luôn đó. 69.000 áo gió giùm em nè. Kim em mã gió nha mấy chị luôn nha. Sao mày xin cho Lê Rốt hai con? Thấy vây vây nhưng mà mã nó có một coi con rồi chị ạ. Sao mày cho lưu vôi? Gió dòng khoa. Trời ơi, chân vái này nè mấy chị, 69.000 nè. Bữa trước nó về có một con duy nhất luôn á nha. Quá trời người tốt mà không được. 69.000, cho mẹ mãi chân vái vô nè. Chi vậy à? Còn dư. Gió số dòng khoa hai con. Mấy chị chân. Gió cho tiếng mẹ nè, nó có rồi chị nha. Cái này chốt mẹ mãi chân vái 69.000 dùm trời. Đẹp lắm. Gió vô lên thì thua à. Chân vái dùm em 69.000 dùm cho Hải. Sao mi sao với Thảo mi? Cái chân vái hoa này thôi luôn á mấy chị nha. Tết tết nha, đem ra mang chụp hình có mão nha. Ai nói nhớ là trăm mấy ngàn nha. Gió xuống cho Vy Nguyễn 69.000. Gió xuống cho Thanh Thảo. Gió xuống cho Tứ Lê Nẵng. Còn em có hai con áo phông lẻ nè. Chờ lấy áo phông, chốt áo phông giùm em. Áo phông lẻ, đẹp lắm. Gió xuống dưới Trần Tâm. Cố gắng chờ đủ đơn trên 100.000 để thứ năm em đi đơn luôn quý chị ạ. Gió xuống dưới Hiếu Trường nè, hai con áo phông đẹp chưa? 69.000 cho em mã phông. Gió xuống dưới Lưu Ngồi. Phông giùm em có hai con à, màu đen màu trắng nè. Một con màu đen, một con màu trắng ha. Chúc em mã phong rồi nè, 69.000. Gió Thanh Thảo có rồi chị ạ, gió cho Nguyễn Kiên. Gió cho Bỏ Tiền Mỹ Hoa. Không, thôi Bỏ Tiền Mỹ Hoa hết rồi chị ạ, chọn mã khác với em á. Rồi chúc em mã giùm em, áo phong em có hai con ha. Để mà dụng đi chị ấy cục ra. Chúc Mỹ Hoa hai cái cho Nguyễn Kiên. Đây cái con này bữa trước nha, không chốt được, bây giờ chốt cho Hải nha. Hải cũng vẫn giá là 69.000 cho mình luôn. Chúc Mỹ Hoa hai cái cho Nga Huỳnh. Đây nè mấy chị nè. Cái con áo mà mấy chị chọn cái màu xanh vỏ đậu nhiều nhất luôn. Mà lại có đúng một con xanh vỏ đậu. Bây giờ thì về nguyên cục luôn. Và vải rất là xịn sò mấy chị. Chú váy xuống cho Lê Thị Thu Hà. Xịn con bà sò luôn. Mà 69.000 nè mấy chị nè. Gió em hết rồi mấy chị ơi. Con này quá xuất sắc. Chú váy xuống cho Lê Rốt. Đẹp chưa? Xanh vỏ đậu giùm em, 69.000 con này mấy chị lấy nhanh đi, mặc với chân vái nè. Mặc với chân vái đồ cho Hải nha, đẹp lắm, 69.000 giùm em. Chân vái cho Văn Hồng. Hết mã chân vái á. Mấy chị ơi, nhìn cái chắc của nó nè. Nhìn chắc nha, đã ơi là đã luôn cho Hải luôn. 69.000 giùm em. Cái này là mấy gì vậy? Hai áo phông á. Không ai cái với Thảo My. Kim em mã áo xanh giùm em, 69.000 giùm em nha. Kim em mã xanh 69.000. Rồi cái này là 69.000 mấy chị cũng bị bấm đi. Cái này gãy con, bóc ra một con này nha. Bóc ra một con này. Giờ lấy áo xanh 69 mã áo xanh 69 giùm em à. Được cái gì cái cục, à thôi lấy đi rồi. 69.000 giùm em, chốt em mã xám. Size S nhưng mà 50kg. Ủa sao hai cái cho Nga Huỳnh? 50kg đổ lại men ok nha. Chứ em mã đầm xám tay bồi. Cái đầm xám này các bạn bán sốt lấy đi nha. Mấy bạn mà dạng như là kiểu giống như là nó xanh ba cái cho chị Thảo My. Mấy cái đầm ngắn này phôm lên rất là đẹp luôn. Phôm lên đẹp lắm luôn á nha. 69.000 cho em mã đầm xám giùm em. Size 50kg đổ lại men ok. 69.000 có được 3 con nha. 3 con duy nhất luôn đó mấy chị. Xanh vỏ đậu 69.000 cho Dương Phượng. Rồi con này cho chế nào mà không chốt được kìa. Chị chốt không chốt được thì lấy. Màu hồng 69.000 luôn, chốt mẹ mã hồng. Xanh 69 cho ông Nguyễn Xuân. Xanh 69 cho Lê Thị Thu Hà. Cho chị cái cục trắng. Xanh 2 cái cho Nguyễn ăn đi, hết mở xanh ạ.
Rồi cái này chốt liền em màu hồng cam 69.000 dùm em. Con này đẹp nè. Con này lúc nãy hay đi tìm với chân váy lưới mà nó không có. Khi nó có cái chân váy lưới là hãy mặc rồi. Không có cái chân váy lưới mấy chị hám tiền quá. Mấy chị mua em bán hết trơn rồi. Em không tìm được con chân váy lưới thì em phối với cái này nè. Đó, chứ không có chân váy lưới là em phối cái này rồi. Tại vì em rất là ghiền con áo này rồi á. Điêm em mã hồng cam dùm em 69.000 dùm em. Hồng cam 69.000 nha. Có mấy con à? Anh 6 con à. Kim em mã hồng cam 69.000. Hồng hoa. Hồng 69.000 em hợp ấy. Em ghiền con áo này lắm rồi á. Đẹp lắm. 69 Nguyễn Thị Phương Thảo. Kim em mã hồng dùm em 69.000 dùm em. Có mấy con à? 69 Lê Rốt. Đẹp lắm mấy chị thôi. Rồi cái này chốt em mã hồng dùm em 69.000. 69 thì Lê Thu hết mã 6 ạ. Mã áo hồng dùm em ha, 69.000 dùm em. Hồng 69 mới chịu nha. Cái áo hồng nó đẹp lắm, y như con áo xanh mà hôm bữa em có like rồi á. Hồng cho Lê Rốt. Wow, 69.000 cái em mã siêu phẩm dùm. Siêu phẩm nha, em nói nó rẻ mà như là cái gì á, không biết nữa. Rẻ lắm, 69.000, thôi chốt đi mấy chị nha. Không quan trọng là về sao mấy chị, chứ em nói thật luôn, chỉ cần mặc lên là đẹp thôi nha, yên tâm. 69.000 rẻ mình hốt nhanh đi mấy chị nha mấy chị. Hồng cho Mai Hồn. Về mấy chị mặc kiểu gì lên nó cũng đẹp cho Hải luôn á nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt giùm em mã trắng giùm em. Đây nè. Hồng cho Thư Tròn. Cái này là khoác linh á. Linh ta cây trắng đấy mấy chị. 69.000. Hôm nay chị nằm ở lại mua like là đúng rẻ luôn á. Nó rồi mà view cao là sẽ bán mà, bán gọt nó siêu rẻ luôn mà. Siêu phẩm cho Nguyên Hồn. Thôi tính luôn. Siêu phẩm này. Siêu phẩm cho Phong Lan. Phong ca cho Nấm Phạm. Rồi lên cho mình một con quần nữa đó luôn rồi. Hôm nay quần đẹp. Siêu phẩm cho Lam Lam. Hôm nay quần đẹp. Siêu phẩm cho Nguyễn Kiên. Hôm nay nhiều quần đẹp dễ sợ luôn á. Móc cái quần mà ghiền ấy. Siêu phẩm cho Hồ Thị Lệ Thu. Cái quần nó đẹp quá chịu không nổi luôn á. Đẹp lắm mấy chị ơi. Siêu phẩm cho Trân Trân. Siêu phẩm cho Hiếu Trương. Và cái quần này là size của nó là size M. Siêu phẩm cho Trần Thanh. M nha, 69.000. Chứ em mẫu quần 69.000 dùm. Đẹp lắm mấy chị ơi. Quần này mấy chị mặc đi làm nè. Rồi cái này chứ em mẫu quần dùm em 69.000. Siêu phẩm cho Hồng Khoa hết bản siêu phẩm ạ. Quần dùm em ha, 69.000 size M này đẹp lắm. Đẹp lắm luôn á, kém thật luôn á. 69.000 không đủ tiền ông đi mai đâu mấy chị. Nha, yeah, tiền công bữa nay cũng 150 rồi. Không có giá mà này chứ. Lên mẫu quần với em mới chị hết mã trắng siêu phẩm rồi. Kim em mẫu quần giùm em 69.000 hả mặc em ấy, quần đẹp lắm luôn ấy. Quần sáng cho Phong Lan. Rồi cái này nha mấy chị nha, duy nhất một con chân váy caro 69.000 cho em mã chân váy caro giùm em. Hồng 69 lúc nãy cho Thủy Khang. Chân váy caro giùm cho Hải nha, 69.000 hãy có một con. Kim em mã chân váy caro 69.000. Chân váy taro nha, mạng của chị Lê Rốt bị chậm á. Chị ao ra chị vô lại dùm cho Hải thử có được không? Chứ mạng chị chậm lắm luôn á. Quần sáng cho Yên Phương. Phải qua ba mã rồi mới lấy chị lên luôn á. Chân váy dùm em một con duy nhất thôi. Quần hai con cho Thảo My. Rồi sơ mi này lúc nãy cho chị nào không chốt được kìa. Sơ mi dùm em 69.000. Sơ mi bà, sơ mi này cho bà nhiều hơn rồi. Quần cho Xuân Nguyễn Thị Thu. Không phải đâu mấy chị. Mấy chị đừng có nói vậy, em buồn lắm luôn ấy. Không phải em không có chốt cho mấy chị đâu. Mà mạng chị nào lên trước em chốt cái gì đó trước ấy mấy chị.
chứ em bán 69.000 ai cũng như ai hết trơn. Mấy chị có khách mới rồi mới có khách cũ. Quần cho lưu voi, chị lưu voi ơi, khách mới mua nhiều thì cọc với em 200.000 tài khoản là tròn tiếp gì nhá. Đó mấy chị thấy không, bạn kia bán mặn mạnh, chị bán chị chốt nãy giờ là bên em báo nhiều rồi đó mấy chị. Chứ không phải là không chốt đâu mấy chị nha, có khách mới thì mới có khách cũ á mấy chị, nhớ mấy chịu nha. Chứ mấy chị đừng nói là ừ sao chốt không được này kia mấy chị, tại vì cái hàng này... Chú bán caro cho ông Nguyên hả? Nó có mỗi mã 10 cái, 20 cái thôi chứ nó không có số lượng. Nhớ mấy chịu nha, chứ mấy chị nói như vậy thật sự luôn ấy. Mạng bị chậm á mấy chị, nhớ mấy chịu nha, chứ bán 69 ngàn mà ai cũng ai hết trơn á mấy chị ơi. Dạ lấy sơ mi là mã sơ mi với mấy chùm. Kim em mã sơ mi 69 ngàn. Kim em mã sơ mi nha mấy chịu nha, 69 ngàn dùm cho em. Em này mấy chị nè, đẹp lắm luôn á, trời ơi chút nè mã sơ mi dùm em, 69 ngàn dùm cho em. Sơ mi này mặc lên biết lắm á, mấy chị lấy đi. Con này là cái hàng của nó là vải thun ấy. Sơ mi số cho Nguyễn Kim. Như này hãy cho mấy chị xem con này. Con này sơ mi 69 ngàn lên giúp em ạ. 69 ngàn dùm em ha. Kim em mã sơ mi 69 ngàn. Nó nào rồi chị ơi. Mặc VIP thôi là VIP luôn nha mấy chị nha. Sơ mi xuống cho em Phương. Có được có mấy con rồi mấy chị. Kim em mã sơ mi nha mấy chị nha. 69 ngàn dùm cho lại. Mấy chị ơi chốt em mã siêu đẹp luôn mấy chị. Đi rồi chị Phước Trần ơi, sơ mi xinh như Hiền Hiền. Mấy chị lấy nhanh con này nha, ghi em mã bill. Ghi mã bill đi ra khỏi nhà mà ha. Rồi chị tưởng là Hồng Phong không lấy gì, thấy mấy bữa bán mấy cái hàng có hậu chuẩn lắm luôn đó mấy chị. Rồi ghi em mã bill dùm em, 69 ngàn cái áo này thì đẹp, cái con này vì phố mấy cái khác cũng đẹp kìa. Chị dành mấy phố mấy cái đầu khác nữa mấy chị nha. Sơ mi xuân đi. Mấy chị mua mấy cái này nè, về mình phối được nhiều đồ lắm đó. Sơ mi cho Hồng Khoa. Phối được nhiều đồ lắm, lấy cái con này đi, 69 ngàn nè, mã beo dùm em. Sơ mi thêm một cho Nguyễn Kiên. Nguyễn Kiên có thêm một cái nữa. Quá trời đẹp luôn, beo dùm em. Đó mấy chị chốt lại lên đi, tại vì em thấy nhiều khách của em mạnh đó. Nhanh hơn mấy chị sơ đó. Sơ mi cho đổ Kim Thu. Mã beo dùm em, 69 ngàn dùm cho Hải nè mấy chị ơi. Chứ hàng như thế này là dạng bê xin cho lên rớt hai con. Kim em mã beo dùm em ha, 69 ngàn dùm cho. Kim em mã beo 69 ngàn, có mấy con, 10 con nè. Các chị chốt đi, đẹp lắm ấy. Kim em mã beo 69 ngàn dùm em, 10 con nè, chị nào lấy chốt em mã beo, cái đàm beo đó, cái áo beo đó đẹp lắm ấy. Chị mới cho mấy chị ngồi đó đi, khoảng 2 giờ đó. Bèo xuống như Nguyễn Kiên. Kim em mã bèo dùm em ha, 69 ngàn dùm cho em. Rồi đây, ui bèo xuống như Phạm Tiếp Anh. Nãy giờ tìm trên cái phòng không thấy nè. Ở trên mấy lứa không thấy rồi nãy. Bèo xuống như Thầy Lệ Thu. Bèo cho Trân Trân. Trời ơi, nãy em đi tìm cái chân váy lứa không có mấy chị. Bèo Phạm Tiếp Anh có rồi chị ha. 69 ngàn cái chân váy nè mấy chị. Thấy gì Nguyễn An đây nha. Bèo cho Hồng Khoa hai con. Nè, chim váy 69 ngàn nè mấy chị ơi. Thiệt mấy chị nào mê lốt 3. Chị nào mê tao bao mấy chị không. Mấy chị đừng có nghĩ là không biết mình mặc lên có hợp hay không. Em đảm bảo cho Lam Lam. Nó đẹp lắm. Hết mà bèo à. 69 ngàn nè mấy chị nè. Màu đen với lại màu nâu tây ha. Mấy chị lấy hai màu về mang đi. Tại vì hai màu khác nhau á. Hai màu khác nhau ha. Chờ lấy chú em mã chân váy nâu tây nó đẹp chưa. Cái lớp lót bên trong nó bóng bóng cho mình nè. Cái màu nâu tay này đẹp lắm luôn nha. Nè, chân váy tầng dùm em nè, 69 ngàn nè. Nãy em đi tìm cái chân váy đi, em phối đồ mà em không thấy á mấy chị. Thầy luôn á. Chân váy nâu tay này đẹp lắm luôn á. Siêu đẹp luôn. Chờ lấy cho em mã nâu dùm em. Như em mã nâu tay ha. Nâu tay này có cho mấy chị được mấy con ha. Xinh lắm luôn á. Trời ơi, mấy chị đừng nghĩ sai lầm nha. Màu nâu này đẹp lắm luôn đó nha. Mã chân váy nâu này đẹp lắm luôn đó. Ở bên trong của nó nhũ 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 rất là đẹp. Chân váy đen và chân váy nâu lên với em 69 ngàn luôn ạ.
coi. Chú bán hai màu cho Lê Rốt. Mấy chị. Cho em màu lên chú em đó mấy chị ơi. Đẹp hề. Màu hơi nó xinh tuyệt chưa. Mấy chị nè, 50kg lửa lạnh em ok chứ em mã số 1 cho khỏi nhầm nha. Mã 1 dùm em. Hai chị nào đi làm công sở mấy chị lấy đi mấy chị. Đi làm chú đem hai cái cho Trâm Lê Minh. Mã số 1 dùm em ha. 50kg lửa lạnh em ok. Chị nào đi làm công sở lấy cái chân quái này đi. Chú mấy lưới đen cho Xuân bảy màu. Mã 1 giùm em. Chú mấy lưới đen cho Nguyệt Đàn. Chị em mã 1 69 ngàn rồi kìa. Nâu cho Nga Huỳnh. Đây này mấy chị cái chân quái mà nó xịn lắm. Một cái bao to như thế này. Xịn sò lắm nha. Đen cho Kiều Diễm 69 nghìn. Em còn hai con màu nâu thôi mấy chị nhá. Rồi chốt thì em mã nâu. Ở bên kia em mã số 1. Lên mã số 1 69 như em với em được. Sau khi giùm em nha mấy chị luôn nha. Đây 39 nghìn. Chốt thì em mã. Chốt bán em chỉ còn màu nâu thôi mấy chị. Hai chân mấy nâu chứ sao cô đang nguyên 39 ngàn giờ lấy cho em mặc áo 39 ngàn. Em vì cái con này là để cho mấy chị mặc cái đầm mỏng nè. Nha mấy chị nha. Hoặc là mấy chị nào mà thích phối, ví dụ như là nó không có mỏng, nó không có dày quá, mà chồng mấy chị kêu là không có được mặc đầm mỏng này kia, thì mình về mình mặc cái này vô nha mấy chị nha. Số 1 cho Lê Rốt 39 ngàn. Chú em mặc áo lốt, đầm lốt 39 ngàn giùm em. Số 1 cho Nga Huỳnh hai con. Đầm lốt giùm em 39 ngàn. Nha mấy chị nha. Rồi chú em mặc đầm lốt giùm em mấy chị ơi. Số 1 cho Mỹ An. Tầm lót nha mấy chị ơi nha. 39 ngàn dùm trời. Số 1 cho Mỹ Duyên. Chị Mỹ Duyên thì chưa chuyển khoản cho em đúng không trời. Đơn hàng em thu post rồi chị nha. Kim em mã lốt 39 ngàn. Số 1 lên lốt có rồi à. Số 1 cho Song Ngư. Số 1 cho Hồng Nhung Lê. Nè cái đầm lúc nãy còn một cái. Số đúng mạng nha mấy chị ơi, số 1 cho Thảo My. Số 1 cho Lê Thị Quỳnh Thơm. Số 1 Mỹ An có rồi chị nha. Số 1 Lê Rốt có rồi, 1 Mỹ Duyên có rồi, Hồng Nhung Lê có rồi ạ à. Thái Nguyễn Bích Trâm ha. Lót bây giờ lấy lót 39 là mặc lót 39 với em đi ạ. Còn áo phải mặc còn nè, chờ lấy thì chốt thì. Lót 39 cho Nguyệt Nhi. Áo phải mặc nha mấy chị nha. 69 ngàn. 39 cho Thụy Khang. Còn cái em mà áo phải mặc 69 ngàn gì nè. Áo phải mặc nha. 39 cho Tiến Lê Đà Nẵng. Chỉ sợ còn hàng thôi mấy chị ơi, chứ còn chốt không. 39 cho Phan Trương. Không có mẫu này mình chốt một lúc nó nhiều hàng lắm. Nó có nhiều hàng lắm mấy chị, nhiều hàng đẹp lắm luôn nha. Rồi cái này chốt thì em mặc áo em mang 69 ngàn, em còn em có được 10 con cuối cùng. Đó bao nhiêu cho Phạm đi. Hết chưa. Ủa. Rồi cái này ghi em mặc áo hãy mặc nha. Đó bao nhiêu yêu trường. Áo hãy mặc nha mấy chị yêu nha. À, 69 ngàn. Đó bao nhiêu nhiều bông mi. Rồi chờ lấy áo hãy mặc, chốt áo hãy mặc nha. 69 ngàn dùm cho. 69 ngàn nha mấy chị yêu nha. Tiền quần chị mặc không đi. Không cho chị cái cục len đó kìa, có gì thấy có cục len đó. Đầm lốt 39 cho Hạnh Nguyên. Thôi mở đầm lốt lên mày áo em mặc cho em 69 ngàn. Kim em áo em mặc nha, 69 ngàn dùm cho em. Là cái cục sọc, len sọc này bán. Kim em mãi như mấy chị nha. Giờ hôm nãy chưa có thì lên mà áo em mặc 69 ngàn. Bây giờ áo em mặc 69 ngàn lên thì đua à. Rồi 69 ngàn cho em mặc áo len cổ rocker giùm em. Cổ này mang đẹp lắm luôn. Em phối cho mấy chị xem. Áo mặc hai cái gì Hồng là TT. Đây nó có một con chân quái nè. Nha, em đảm bảo mấy chị luôn. Cái con áo này riêng nè. Mình phối với lại cái chân quái á, nó sẽ lên một cái. Áo mặc 69 ngàn gì Hồng Nhung Lê. Nó sẽ ra một cái set rất là đẹp nha.
xinh lắm mấy chị, nguyên set luôn á. Ê mặc cho chị Lưu. Nó là đẹp. Chị Lưu voi cái mới cọc đi rồi chọn thêm chị nha. Ê mặc cho hậu ngon. Em 69.000 cái áo len sọc này đẹp lắm. Mấy chị về mặc cái gì nó cũng đẹp hết trơn á, quần rinh hay là mặc cái chân váy lưới đều đẹp hết nha. 69.000 chốt về em mãi giùm em. Thấy Đinh Hồng Vân nha. Sọc giùm em 69.000. Ai mặc chị Loan Nguyễn. Giùm em mãi lên sọc 69.000 giùm em. À, mặc cho Phạm Anh Thư. Kim em mãi lên sọc nha, 69.000 nhìn chạy. Hồng Nhung Lê có áo hay mặc rồi, chị Hồng Lê TT có rồi luôn rồi chị nhá. À, mặc cho Nguyễn Dương. Cứ gắng chọn đủ đơn cho 100.000 thì thứ năm em đi đơn luôn có chị hả? Còn lên cho mình ha. Cái áo nãy là ai lúc nãy nè, em còn màu hồng màu xanh. À, mặc Loan Nguyễn có rồi ạ. À. Không biết nữa chị Vy, sao bữa nay đợt này đi đơn đi lâu quá mấy chị. Em đi lâu đúng không? Để ngày mai em báo ha. Em báo bưu điện bên em nha. Lên sọc bao nhiêu? Lên sọc bao nhiêu? 69 luôn lên rồi. Sọc 69.000. Cái lên sọc nó đẹp lắm. Vậy có cái chân váy. Bữa trước chị nào mua được cái chân váy của nhà thì chút. Rồi cái con này còn được một màu nữa mấy chị. Màu vẫn là màu xanh này và nó có màu hồng nữa. Chị nào lúc nãy không chốt được màu xanh thì bây giờ mình chốt màu xanh ha. Chị nào chốt màu xanh được rồi. Lên sọc 69.000 cho hình nguyên xa. Thích màu hồng nữa thì chốt màu hồng cho Hải nha. 69.000. Mấy chị mua của em 3 sản phẩm, 4 sản phẩm bằng mấy chị đi đi lấy sỉ chỗ khác cũng đưa. Lên sọc 69.000 cho Trâm Lê Minh. Nha. Đo chốt đi giùm em. Đi dùng cho Hải nha mấy chị nha. Đây nè. Áo dùng cho em nè. 69.000. Chị nào lúc nãy không chốt được thì bây giờ chốt nha. Đây mấy chị nè. Yên tâm. Đây nè. Á à, mặt hậu ngon có rồi ạ. À. Hồng với lại xanh. Lên sọc 69.000 cho Hiền Ly. Hồng với xanh nha, chờ lấy chốt đi giùm em. Hồng và xanh giùm em 69.000 giùm cho. Con này có. Lên sọc hình nguyên xa có rồi nha, lên sọc cho nhỏ gái. Đây nè, chị nào thích chân váy lưới thì đợi xíu em sẽ lên cho mình ha. Nhìn mấy chị. Ô mấy con chân váy lưới này đẹp lắm, đơn giản mà đẹp không cần đóng thùng đâu. Để em như lên như niên phối được rồi, không cần đóng thùng cũng đẹp luôn. Dạ vừa á chị ơi, trời ơi, cái này hả, vô tư luôn. Vô tư luôn nha. Áo này màu cho Lê Rốt 69.000. 69.000 kèm màu gì nè, màu xanh và màu hồng gì nè. Rồi em lên luôn cái chân váy nha mấy chị nha. Chân váy giùm em, 69.000 luôn cho nhanh ha. Cái em mãi chân váy thôi. Rồi cái này chốt em mãi chân váy giùm em, 69.000 quần hãy mặc từ từ nha. Đại còn biết nó phương trời nào để lấy luôn á mấy chị. Nãy cứ rút đại để mặc vô cho nhanh đó mấy chị. Rồi khi em mãi chân váy 69.000 chân váy dưới. Hồng hai con cho Nga Huỳnh. SML giùm mang cũng được á. SML, XL đều mang được hết thôi. Rồi cái này chốt em mãi chân váy lưới giùm em, 69.000 giùm em. Xanh 69.000 Ngọc Tú Đặng. Em mãi chân váy lưới. Xanh 69 cho Sakura Nguyên. Chân váy lưới nha, chân váy lưới dùm cho em. Chân váy này xinh xỉu luôn ấy. 69.000. Sao mấy chị xem này, 69.000. Xanh rút là hai màu đó không chị Lệ Mỹ Đỗ? Hai màu cho Lệ Mỹ Đỗ. Ờ xanh rút dây á. Ừ, đó. Là màu con đúng không? Ừ. Xanh cho Lệ Mỹ Đỗ. Em mãi chân váy dùm em ha, 69.000. Chân váy này đẹp lắm á. Đẹp chưa? Chân váy này phối đồ. Xanh cho Tuyến Trên. Đỉnh mấy chị ơi. Áo lúc kia em còn hai con màu hồng đó mấy chị nhá. Hồng cho Hiếu Trương. Mình từng bắn một cái con đồng mà nó quấn như thế này rồi mấy chị. Cái này làm áo em chỉ còn một con màu hồng duy nhất. Chị Lê Rốt có hai màu rồi chị ạ. Rồi cái này ghim em mã yếm giùm em, 69.000. Con này mấy chị về phố yếm vô cho Hải đẹp nha. Đẹp lắm ấy, phố yếm vô mấy chị. Không, cho Phương Cúc Nguyễn. Bầu bí mang ok luôn ha. Chốt ghim em mã giùm em. Đây cái này nó có lót bên trong rồi nha. Nó có một cái lót bên trong cho mình rồi. Giờ lấy chốt ghim em mã đầm dây. Hoặc là mấy chị về phố yếm nó là xinh luôn á. 69.000, yếm giùm em. Cái yếm này đẹp lắm đó mấy chị. Nhưng mà có 5 con thôi. Kim em mà yếm giùm em. Điệp đá khắc phục áo hoa cái gì. Ok.
chứ bán 2 cái 150. Chú quấy cho sao cô ra nguyên. Thì giờ mình chốt cái con này nha mấy chú. Chú quấy cho nhỏ gái. Nó đẹp banh xác luôn. 69.000. Chú quấy cho nghe hình. Chú quấy cho mơi hình. Chú quấy thêm một cái trăm lê minh. Và cái này chú em mãi trắng giùm em 69.000. Trời ơi con áo trắng này nó đẹp mấy chế ơi. Kim em mãi trắng giùm em. Chú mới lưới cho Phú Quý. Trắng tay mờ giùm em 69.000 cho một chiếc đây. Và kim em mãi trắng giùm em 69.000 cái áo cột này. Vải xô mấy chị. Vải này đã lắm luôn. Chú em mãi trắng nút bọc hết này. Nút bọc từ trên dưới không cho hại luôn nha. 69.000. Yến vô thì là thu. Kim em mãi trắng 69.000 giùm em. Yếm thu hoa. Và con áo này mấy chị, con áo này lúc nãy hay bóc ra nè. Đẹp lắm. Thêm yếm cho Nguyễn Thị Phương Thảo. Con áo này 69.000, chị nào bán hàng tốt á, mấy chị để dành mấy con này bán nha. Hết mới mà kèm số anh thờ lấy với mấy chị ơi. Chẳng gì. Em sao chứ. Trắng 69 cho Nguyễn ăn đi hai con. Mấy chị mấy cái này này mình để dành Tết nè. Tại vì mấy chị biết không, Tết á Hải sẽ không, nhiều khi Hải không có về được mấy cái hàng rẻ này cho mấy chị được. Tại vì là biên nó rất là tắc luôn nha mấy chị luôn nha. Sẽ không có hàng mà có giá như thế này để cho mấy chị nha mấy chị luôn nha. Em cái hàng này mấy chị mà như là mặc lên tanh, mặc với chân vái nè. Mấy bạn có cái chân vái rất là đẹp luôn. Sơ mi giùm em 69.000. Con này nó đẹp lắm luôn á. Nghe mấy chị ơi nha, nó còn nút tà cừ. Nút tà cừ nha mấy chị ơi nha. Đi mê mã sơ mi giùm em 69.000. Nó không phải là ren đó chị. Trắng cho chị Lưu Vôi yêu cầu với anh nhưng mà tài khoản rồi chọn tiếp chị nha. Nó không phải là ren nha. Nó không phải là ren đâu. Mấy chị nhìn nó là ren nhưng mà nó không phải là ren. Nó là một cái vải mà người ta dập mà dạng như là dập nổi lên đó mấy chị. Dập nổi lên nha mấy chị yêu nha. Dập nổi nguyên áo cho mình luôn. Mình nhìn nó là ren nhưng mà nó không phải là ren. Nó không phải trắng là ren. Nguyễn Thị Mỹ. Nha mấy chị yêu nha. Người ta dập phòng cái áo lên nó rất là đẹp luôn. Trắng như Lê Rốt. Trắng như Đông Huỳnh. Bốn con rồi mấy chị. Trắng cho ngang Nguyễn 177. Cứ gắn tròn đủ đơn trên 100.000 điện. Thứ năm em đi đơn luôn mấy chị nha. Trắng em còn một con chứ chuông ngon hết mà trắng ạ. Và cái quần kem 69.000 có một con này. Chỉ mời đem hàng nhiều cho em. Sơ mi. Nhiều hàng đẹp lắm mấy chị, đợi em một chút xíu nha. Đây mấy chị nè. Và cái này quần size M. Sơ mi lên 69 cho tròn. Quần size M nha, em có đúng một con duy nhất luôn ấy. Một con duy nhất ha, 69.000. Chúc em mở quần một con duy nhất, em bán 69.000 luôn. Rồi sẽ như Thục Châu. Rồi size S, một con duy nhất màu trắng. Chốt quần em mã trắng 69.000. Duy nhất một con ha, mấy chị đợi em lấy hàng nhiều nha. Cái này hàng lẻ mẫu này, cuối này mới lại nhưng mà giờ không có ấy. Sơ mi lên như Lê Rốt. Rồi quần sọt trắng giùm em. Sơ mi lên sơ như Hoa Nguyễn. Áo màu tiết là sơ mi hả? Áo màu tiết nào chị ạ? Còn ấy xíu. Đây quần em mang nè, chị nào lấy thì chốt nè. Quần em mang nha, 69.000 dùm. Quần sinh cho Lena. Quần sách dùm dễ nhỏ lắm. Dùm nhỏ chị. 4 cây lắm ạ. Quần trắng dùm em. Rồi,
Quần em mang ha 69.000. Quần này em mở ra luôn cho mình xem ha. Cái này SML thì mang ok á. Quần chị đang mặc thì được em một cái nha. Đây chị đang like luôn. Đồ Barbie em mua cho bo á, mấy chị nào lấy mấy chị nào ưng ấy thì hãy về nha. Tại vì cái này hãy phải về nguyên ri hãy mới có giá rẻ được nha mấy chị nha. Quần trắng xíu nhậu mà mấy chị cũng biết mà hàng HM hay hàng Gap, hàng Âu này kia nó rất là đắt luôn ấy nha mấy chị nha. Nhưng mà cái này là hàng tùng á mấy chị. Nha mấy chị nha, mấy chị để mấy cái hàng đó là hàng của mình sản xuất không mày. Xong rồi xuất qua Âu nha mấy chị nha, xuất qua Âu nha mấy chị nha, hàng tùng ấy. Nên là hãy muốn mua cho bo mấy chị để mặc ấm ấy. Rồi quần hãy mang ha, 69 ngày dùm em, SML thì mang ok nè. Đây nè mấy chị. Giờ lấy quần hãy mặc lên, mở quần hãy mặc cho em mấy chị. Cho mình nè. Nha mấy chị nha, quần hãy mang ha, 69 ngàn dùm em. Chúc em mở quần hãy mang 69 ngàn, chúc em mở quần hãy mang 69 ngàn cho khỏi nhà. Mấy cái họa tiết ở dưới gì á hả? Ôi, không được nữa. Họa tiết này hả chị? Đây là áo phông có. Trời, không phải rồi. Cho lấy quần hãy mặc lên, bảo quần hãy mặc với em cho khỏi bị nhầm mấy chị ơi. Quần hãy mặc 69 ngàn cho em yêu. Bác xin dễ sợ chưa. À đúng rồi mấy chị, hãy về được mấy trăm hàng ta bao ấy. Quần hãy mặc cho thì lệ thu. Giá rất là rẻ luôn. Để qua bữa nào hãy like cho mấy chị nha, chưa cắt hàng. Thì không ai bán hàng mà lừa như nhà mình luôn á hè. Người ta đăng hình này kia hàng về mấy chục kiện này kia mấy chị. Nhà em không bao giờ mấy chị. Không biết vì sao hay là em lười á mấy chị. Không mấy chị ơi, về có chiều nay là về bao nhiêu kiện? Bao nhiêu? 22 kiện à. 22 kiện mà đời này em chụp hình lên này kia mấy chị lười dễ sợ luôn á. Rồi cái này váy bi dùm em 69 ngàn. Mới mặc 69 ngàn tiểu vi dương. Không biết ăn cái giống gì mà lười gì. Mới mặc 69 ngàn tức là nặng. Quần mặc 69 ngàn nhưng mà thì lệ thu. Quần mặc 69 ngàn cho Dung Nguyễn 725. Diễm ơi cho chị hàng cục đi Diễm ơi, hết hàng cục rồi hay sao vậy? Quần mặc 69 ngàn cho Hiền Lê. Em à, thiệt luôn mấy chị, không biết vì sao. Quần mặc 69 ngàn cho Thảo My. Tức là nặng có rồi chị nha, quần mặc một con cho chị Mai Huỳnh. Hết mẫu quần mặc 69 luôn. Rồi đây chân váy len mấy chị ơi, 69 ngàn cho chị nào không chốt được bữa trước nha. Không, cái này không phải váy len đúng không? Không phải váy len, áo đầm len. À, trời ơi, nè, bữa trước kêu chị hỏi Hải nè. 69 ngàn chốt em mã đầm len. Chị xuống thấy bà mơ màng chị bị chầm á. Cái áo len mà nó len của mà lên đây nha, đẹp lắm luôn. Trời ơi, 69 ngàn. Chốt giùm em mã len, đầm len 69 ngàn giùm em. Bữa hôm qua tranh quá trời tranh luôn. Đầm len giùm em 69 ngàn giùm em. Giùm em mã đầm len 69 ngàn giùm cho hỏi. Giùm em mã đầm len 69 ngàn giùm cho em. Đầm len sẽ như nguyệt đặng. Đầm len sẽ như tôm tôm. Đầm len sẽ như khôn nguyên. Trời, hãy có mấy cái yếm cái này mấy chị. Chờ lấy yếm chút yếm giùm em nè, 69 ngàn. Yếm giùm em ha, 69 ngàn giùm em. Chúc mê mà yếm. Đâm lên cho Hồng Khoa. Đâm lên cho quán vật môn. Thôi ba đâm lên ạ. Rồi cái này chúc mê mà yếm dùm em 69 ngàn dùm em. Ghi mê mà yếm 69 ngàn dùm em. Đâm lên này để 69 luôn đúng không? Ghi mê mà yếm dùm em ha 69 ngàn dùm em. Được cái chị có chân quái kìa. Cái chân quái đó. Cái gì mà nhìn
con hàng cao bao này mấy chị. Rồi lấy im lên là mà im lên giùm em 69 ngàn bây giờ. Im lên giùm em. Trời ơi 69 ngàn má ơi đéo tin được rồi. Thật luôn ấy, phải dùng cái từ gì luôn ấy. Mấy hoa giùm em 69 ngàn. Lên mà im lên đi mấy chị ơi, hết mà làm lên rồi. Rồi cái này ghim em mà. Im lên cho mai hồn. Trời ơi mấy chị ơi. Tăng đơ luôn. Trời ơi, nó xinh gì đâu luôn á trời. 69 ngàn dùm em. Size cho mấy chị 53kg đổ làm em ok dùm em nha. Bầu bí mang ok. Chị nào xấu mão, chụp hình xấu mão này là mang cái con này đi nha. Mùa đông mình mặc thành yếm, mùa hè mình mặc thành dây. Đó, thấy chưa mấy chị. 69 ngàn. Hàng nó dày cộn nữa á. Này là tới thứ năm nhà em mới gọi chốt đơn nha. Với hoa 69 cho Khánh Hoàng, cố gắng chọn đủ đơn cho 100 ngàn nữa thứ năm em đi đơn mấy chị nhở? Thứ năm nhà em mới gọi chốt đơn nên là mấy chị ơi, thứ năm mình nghe máy điện thoại nha. Với hoa 69 cho Nguyễn Trang. Và trước tiên là mấy chị chọn hàng trên 100 ngàn trước cho em đó nha. Và cái này chốt em bảo quần vàng giùm. Với hoa 69 cho Nguyễn Sô Huy. 69 ngàn chốt em bảo quần vàng giùm. Quần vàng giùm em 69 ngàn. Cô bóng xinh. Với hoa 69 cho Trần Trần. Rồi cái này chốt em mở quần giùm em. Với hoa 69 cho Trâm Lê Minh hai con. Quần vàng này có một con duy nhất, quần hách chân á, có một con thôi. Với hoa 69 cho Trần Thanh. Với hoa 69 cho Thị Lệ Thu. Giờ lấy quần vàng chốt quần vàng. Bạn nào biết cái quần đó là hết hết thì lấy liền đi nha. Hết mã máy o lên mã quần vàng giúp em đi ạ. À, kim váy giùm em nè, 69 ngàn kim váy len kèm màu giùm em. Em có màu màu nâu, màu bò với lại màu đen. Bò và đen giùm em ha, giờ lấy gì chốt giùm em. Kim váy kèm màu giùm em nè. Kim váy quần vàng giùm em vi 837. Rồi cái này chốt em mã kim váy giùm cho em. 69 ngàn giùm em, chân váy len. Ghim em mã chân váy len giùm em. 69 ngàn kèm màu, chân váy len này bán quá trời nhiều luôn á mấy chị. Nha, mà đợt nào cũng có rất là nhiều chị không chốt được luôn á. 69 ngàn, chốt em mã chân váy len nè. Lúc chiều có bà ché nào mà vô hỏi, ngày nào cũng hỏi Hải ơi còn chân váy len không á. Chân váy len và đen và nâu với em bây giờ. Đen và nâu giùm em. Chốt em mã chân váy len màu đen với màu nâu. Quần vàng VV có rồi ạ. À. Thấy gì Nga Huỳnh nhỉ? Cái này quần vàng còn còn hai con. Chị váy nâu số 9 nha Nguyễn Huy nè. Ủa không phải. Chứ lên kèm màu đen và nâu với em mấy chị ơi. Em có cục này chị nào lấy không nè. Chị nào ôm thì ôm nè. Thảo mi em lấy không nè. Chị nào lấy thì cháu em nè. Chú bé hai màu cho thì lại thu. Rồi chị nào ôm cục này thì ôm giùm em. Có hai con áo phao. Hai con áo. Áo hàng đông dày. Rất là đẹp luôn. Và ở đây là có một con áo vest nè. Đó tương tương như vậy thôi là bao lãi rồi nha mấy chị ơi nha. Rồi kèm cho mình một cái áo len. Chị nào ôm cục này chú lên đen cho bà ngon. Một con áo nỉ nè mấy chị nè. Một con áo len nhung nè mấy chị. Một con áo len nhung nha. Rồi kèm cho mình một con áo phao xanh nè mấy chị nè. Mỗi mã nó có một con thôi. Chị lấy thì chốt liền nè. Kim em mã ôm giùm em ha. 69 ngàn con áo xanh này đẹp nè. Chú bên đầu 69 ngàn Thanh Hương. Con áo xanh này cứ gắn chọn đủ đơn cho 100 ngàn để thứ năm em đi đơn mấy chị nhở. Đơn chỉ còn cho váy màu đen thôi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chú váy đen Hoàng Ngân có rồi nha. Chú váy đen 69 ngàn nhịp kim sa kim. Và chị nào ôm chút ôm giùm em ha. Rồi em viết cho mấy chị một cục này. Rồi chị nào ôm cục này báo em nè. Chú váy đen cho Thanh Thảo.
Hộp này là 1 triệu. Ôm cho chị không lan thì em. Đây cái cục này nè. Ôm cho Phong Lan, ôm bùi đi. Đây hãy có nguyên một cục quần này như thế này luôn. Đủ màu nha. Màu hồng nè. Rồi hai cái quần như thế này nha. Chị nào ôm thì chốt giùm em mã này là ghi giùm em mã. Ghi giùm em mã số 1 đi, ôm 1 đi mấy chị. Ôm 1 nha, chờ lấy ôm 1 thì chốt ôm 1 giùm em. Mỗi mã nó có một con này. Đó, cái đầm xô như thế này nè. 69 ngàn nha, chị lấy ôm 1 cái ôm 1 giùm em. Này có cả một cái áo vest nè. Một cái áo vest này mấy chị nè. Chị nào lấy thì chốt giùm em mã ôm 1 nha. Nó mỗi mã nó chỉ có một con duy nhất thôi, nó không có con thứ hai luôn ấy. Nha mấy chị yêu nha. Ghi giùm em mã ôm 1 giùm em. Nè. Ôm 1 giùm cho Hải nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em nè. Đỉnh lắm luôn ấy. Ôm 1 giùm em. Caro nè. Cái này là vest caro luôn nè. Đẹp lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Xịn sò lắm luôn ấy. Giờ lấy thì chốt tìm em mà ôm 169 ngàn. Em nói là siêu rẻ lên cho mình luôn ấy. Ôm 169 ngàn lấy với em chưa? Ôm 169 ngàn với Phong Lan luôn ha. Cái quần này đẹp lắm. Quần này có hai màu, màu hồng nữa. 69 ngàn rồi nè. Rồi tiếp cho mấy chị một cục nữa nha. Đây, cục nữa hè. Cục này em bán rẻ đi. Cục này em bán rẻ ha. Tại vì cục này nó có một cục áo len 8. Mà nhiều quá. Rồi con này duy nhất một con nè. Màu kem giùm em 69 ngàn. Chào lấy kem chút kem giùm em. Kem 69 ngàn áo phao quá em. Rồi cái này chốt đi giùm em nè. Chốt em mở kem giùm em. Ôm là 69 ngàn một cái đó mấy chị. Chứ không phải là nguyên cục đó mà 69 ngàn đâu mấy chị. Chứ em qua đó em hốt vậy luôn. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị. Chốt em mở áo kem 69 ngàn giùm em. Mấy chị đừng có nghĩ là một cục như vậy 69 ngàn nha. Chết đó mấy chị. Kem 69 vô chị Phong Lan. Làm như vậy là nhiều bạn mà chưa kinh doanh đó mấy chị kìa. Tưởng đâu trời ơi bán hàng online nó giàu dễ sợ luôn ấy. Vì cũng bán theo mấy chị. Nhưng mà rất là khó nha, nó thật luôn ấy. Chị nào phải kiên trì, nó thật là kiên trì là sẽ bán được. Nhưng mà phải kiên trì nha mấy chị nha. 69 ngàn giùm em, chốt em mã xám giùm em luôn. Kim em mã xám dùm cho Hải 69 ngàn áo xám dùm em nè. Xám nha, 69 ngàn dùm cho Hải, Hải có được 3 con thôi. 3 con xám dùm cho em, 69 ngàn dùm cho Hải nè. Kim em mã xám dùm cho Hải 69 ngàn dùm cho Hải. 3 con nè mấy chị nè. 3 con duy nhất. Cái này mấy chị phải kiên trì hoặc là kiên trì đó mấy chị. Là hãy có một con quần ngố này mấy chị nè. 50kg nữa làm em ok chứ mấy em mã ngố. Tới đi Vân, xám cho Nga Mông. Ghi em mã ngố 69 ngàn giùm em. Xám cho Thảo My. Ngố 69 ngàn mấy cục trắng đó là gì vậy? Cục trắng, cục trắng. Cục trắng phải trong đó đi. Phải trong đó kìa. Giờ nó lấy quần ngố là mẫu quần ngố 69 ngàn với em nè. Ủa đây chứ chưa Thục Châu. Kim em mặn ngố giùm em nha mấy chị yêu nha. Rồi cái cục này là hãy có một cục sơ mi. Nó siêu dễ thương luôn. Và nó siêu cưng luôn mấy chị. Cưng lắm luôn ấy nha. 69 ngàn chốt tìm em mã sơ mi 69 ngàn dễ thương nè. Rồi cái này ghi liền em mã sơ mi giùm em. Mấy chị ơi, chị nào có con gái này mua cho con gái cái sơ mi này mang đi. Nó dễ thương lắm luôn ấy. Nha mấy chị yêu nha. Kim em mã sơ mi 69 ngàn giùm em nhìn cưng có nga màu mà dễ thương lắm luôn ấy. Siêu cưng cái con sơ mi này luôn đây nè. Phải của nó phải xô xô mềm mềm sao á mà đẹp lắm. Kim em mã sơ mi 69 ngàn giùm cho em. Kim em mã sơ mi nha mấy chị yêu nha. 69 ngàn có mấy con mà sơ mi này đẹp lắm luôn ấy. Dễ thương lắm mấy chị ơi, nhìn cưng lắm.
cái mã sơ mi mày giống như Lê Thị Thu Hà. Sơ mi đó đẹp lắm mấy chị, nhìn phôm đẹp lắm. Rồi cái này duy nhất một con, chứ em mã duy nhất giùm em. Sơ mi giống như Xuân Thị Phạm. Duy nhất giùm cho Hải. Sơ mi giống như Thảo My. Kim em mã duy nhất. Tròn đủ đơn trên 100.000 điện thứ 5 em đi ơn luôn mấy chị Khánh mới á. Giờ là chuẩn bị chuyên một hàng đẹp không bà mẫu một cái thôi nha mấy chị nha. Đây ví dụ như con này nó có đúng được hai con duy nhất. Một con màu tím, một con màu đen, 69.000, size S 52, 50kg. Giờ lấy mã duy nhất 69.000 cho em ạ. Như con này nè, nó có đúng hai con. Duy nhất 69.000 cho Lê Rốt. Hai con nha, màu đen, màu tím, con này đẹp lắm luôn nha. Đây nè, em rẻ như thế này là nhiều bạn mà order tao bao sẽ... Trời ơi, không biết bạn này lấy hàng đâu mà nó rẻ như thế này luôn á. Thật luôn á, sẽ có một cái... Có nhiều bạn order tao bao vô sẽ thấy. Đen cho Thảo My. Còn hãy có một con chim váy nè, 69.000 dùm em. Chứ em mã chim váy 69.000, một con duy nhất nè. Chim váy len dùm em, 69.000 dùm cho. Mã chân váy len một con nha. Rồi cái này chốt em mã quần trắng dùm em mà 69.000 dùm em. Quần trắng này không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn á, 69.000 cái quần sọt này. Tím cái lề Mỹ Độ. Quần sọt này đẹp lắm luôn nha. Chờ lấy chốt em mã quần sọt dùm em, 69.000 cái quần này đẹp lắm luôn nha. Chân váy len cho Lê Rốt. Ghim em mã quần sọt dùm em, 69.000 có được 4-5 con rồi mấy chị. Quần này mà được trước mà tầm khoảng tháng 6 tháng 7 mà có thôi luôn á. Hàng nhập nó bị đắt luôn á. Em mặc luôn ấy, mấy cái quần đó mấy chị đi. Chị nào mà ở trong cánh đó mấy chị, mặc sướng lắm. Rồi duy nhất một con, cái đầm này lúc nãy còn không? 79.000 còn. Đầu tiên á. Ừ. Hết rồi. Rồi, cái đầm này còn một con nè, chờ lấy chút em mã 79.000 còn nha. Còn thế. Còn cái gì? Quần trắng 69 như Thụy Khang. Quần trắng xuống vô thì lại thu. Cái váy này chị nào chốt thì chốt nhanh nè. Có đúng một con duy nhất mà em bán 79.000 nha. Do đầu lai em bán 79 thì giờ em phải bán 79.000 nha. 79.000 gì nè. Nhưng em mã váy 79.000 gì nè. Còn một con áo ghi lê áo này mấy chị 69.000 chứ em mã áo 69.000 dùm cho em. Chứ em mặc áo 69.000, cái váy 79.000 đó đẹp lắm luôn á. Váy 79 rất đó, 79 như Thanh Hương. Đẹp lắm luôn, nãy đầu like. 79 như Nhiễm Phạm. Mở màn đầu like luôn á. Rồi áo khoác dùm em luôn, bán tặng cho mấy chị con này ha. Rồi bán vui cho mấy chị á. 79.000, chứ em mặc vui dùm em, 79.000 ha. Chứ em mặc vui 79.000 mà nó hợp luôn nha. 79.000 là bán vui đó, không có lừa lãi một cái két bạc nào ở trong đây hết á. Con đen nè, giờ lấy thì chốt giùm em một. 79 cho Lê Rốt. Em thật em bán một con áo khoác này không có lừa lãi gì trong đây á, em nói thật mấy chị luôn á. 79 vô thì lừa thôi. Không bao giờ có luôn, đừng nói gì mà. Em có một con màu đen nè, chờ lấy đen chốt đen ha, còn cái kia thì chốt vui giùm em ha. Sọt xuống cho Kim Sa Kim. Diễm ơi còn hình đó. Ừ? Kẹp cho đi đây. Cho chị cái cục màu trắng đó. Áo coi kìa, cái cục màu trắng đó. Áo cái mã nào vậy? Đây là cục đen mình lấy chị cứ lên. Vui này bao nhiêu đây? 79.000. Là màu bò đó. Ừ. Đây cái này em có được mấy cái này. Vui 79.000 chứ Ngọc Hiền. Mà cái này có nhiều em cho mấy chị ôm mấy cục này. Mỗi mã một cái thôi, đợi em một chút xíu nha, em cho mấy chị xem hết cái mã này ha. Vậy nào ôm thì ghi dùm em mã ôm caro dùm em 69.000. Vui 79.000 cho quán mặc môn. Chị nào lấy ôm caro chắc ôm caro dùm em. Vui 79.000 cho Phong Lan. Đây nè. Ở đây nè mấy chị nè. Nó có đan dây qua đan dây lại dùm em ha. Đây một mẫu nè. Rồi chị lấy cho em mã ôm caro dùm em hè. À 69.000. Không phải ôm caro nhưng mà mỗi mã nó có mấy con, cái này ôm cục caro dùm em. Màu xanh nè. Vui 79.000 cho Thục Châu.
Vui mà giống như em Phương. Bông ca bao dùm em, 69.000 dùm em. Đang cái váy màu đen y như vậy luôn mà màu đen. Màu đen nha, đen dây thôi nè. Đồng bà dính nhà Nhi Tuyết. Giờ lấy chút em mà ôm cục caro giùm em ha. Không để dưới đó đi em, chị đưa em báo đó. Chứ giờ thì sợ được. Đây nè, nó có mấy con như thế này nha, 5 con. Giờ lấy chút em mà ôm caro. Là nó có màu xanh nè mấy chị, caro xanh, caro đỏ nè, màu đen, màu kem nè. Mỗi mã nó có một con. Đen như phú quý. Giờ lấy đi em mà ôm caro giùm em ha. Ôm caro cho thì lệ thu. Còn cái con cái này là phải ủi ôm caro luôn nè. Còn cái cục này là áo phong nè, áo len nè. Đây chị nào muốn ôm cái cục nào thì đó không phải nè. À, chị Lê rót lấy cái cục này đi, chị Lê rót này quần không nè. Chị Lê rót cái quần này không nè, nguyên cục quần luôn. Nó không phải là quần nhưng mà nó có cả len nè, lấy báo nè, có cả áo đẹp nè. Rồi cái này ghi giùm em mã ôm, ôm một giùm em. Dễ thương này, đẹp chưa mấy chị? Ghi giùm em mã ôm một giùm em. Ôm một nha, đây. Ôm một giùm em. Giờ lấy ghi giùm em mã ôm một giùm cho Hải nha. Này là mẫu lẻ mấy chị, đẹp lắm. Cái là len này, chị nào bưng len thì em bỏ ra nè. Còn cái này là cục nè. Chờ lấy thì chốt giùm em mã sơ mi đi. Thôi lên sơ mi hả. Sơ mi giùm em 69.000, em có một con. Chốt em mã sơ mi giùm em 69.000. Rồi cái này chốt em mã quần xây mồ giùm em. Áo hô đi nè. Chị nào ôm cái cục này không? Cục này đẹp không ấy. Nè. Xịn lắm luôn á nha. Một cái áo hoodie nè. Trời ơi, xịn sò lắm. Ghim em mã hoodie 69.000 nè. Rồi cái này chứ em mã quần sọt xây mồ. Ừ. Sơ mi 69 cho hướng dương xanh. Quần sọt xây mồ 69.000 dùm em. Trời em thấy bạn nào mà ôm cái cục này đẹp lắm luôn ấy. Quần không nè. Rồi ghim em mã hoodie dùm em. Quần xây mồ nè 69.000 kèm đai nè, có 2 con nè. Chưa. Còn cái này chú mấy đây cho mấy đen, mấy đen xây mồ dùm em. Size này cho mấy chị nào mà 55kg đổ lại mấy quần xây mồ sẽ cho Phan Trương. 55kg đổ lại mấy quần xây mồ sẽ cho Lê Rốt. Chú mấy mã váy đen dùm em 69.000 có 1 con. Ghi mấy mã váy đen 69.000 dùm em. Còn em có cho mấy chị một con chân váy tennis 69.000, chứ không em mã chân váy 69.000, 50kg đổi lại nè, ok. Cái đầm đen nó dễ thương lắm á. Cái này gì cái gì đó. Cái cục này là gì? Cái đen vô thì là thu. Mấy chị, chân váy dùm em có quần bên trong luôn ha. Chân váy tê mít màu trắng, cái này phối với lại áo len rất là đẹp luôn. Có cái áo len đó mấy chị, đẹp lắm. Trời ơi, cái này một cái này chứ nó đẹp quá trời đẹp. Nhưng mà nó có một cái mấy chị. Bo dưới này 69.000 chứ mê mã số 2 dùm em nè. 2 con. Rồi cái này chứ mê mã số 2 dùm em. Nè cái cục này mấy chế nào lấy không? Mấy gì báo Hải nha, chờ Hải chút xíu. Hãy like cho mấy chị cái quần này trước nha. 69.000 size M dùm em, kèm đai nè. Kèm đai cho mình luôn ha. Và nó có ôm ở dưới. Chẳng như là cái gì, gọi là cái gì ta. Bo chân ở dưới nè mấy chị. Bo chân ở dưới cho Hải nha. 69.000 nè, bo chân ở dưới dùm em nè. Đây, co giãn cho mình ha. 55kg đổi lại mày ok. Chúc em mã quần dùm em. Quần mã số 2 dùm em, một con cả. Không thấy ở đâu. Quần cho chị Lê Rốt. Còn y như vậy mà màu reo, chở lấy reo chút reo dùm em. Trên màu reo đẹp nè. Đẹp đẹp.
Này em vô màu ren mấy chị mới thấy được cái đồ đẹp của nó. Mang mấy cái đồ dài mà dày mà dạng như là bốt mà bốt cao cổ hay là bốt thường mấy chị mang mà chùm vô trong đây cũng rất là đẹp luôn ấy. Nha, nó hot lắm. Mấy cái quần này rất là hot nha. Chứ em mã reo giùm em nè, 69.000 thì không ai bán được cái quần reo này 69.000 đâu mấy chị yêu nha. Không hề có 69.000 đâu mấy chị, chốt lại đi. Quần reo cho chị Phong Lan. Hả con, mở cái reo nó thẳng không vậy? Đen giữ nhiệt cho Phước Trần. Và cái áo đen này, áo đen giữ nhiệt nè mấy chị. Kim em mã giữ nhiệt giùm em ha, 69.000 giùm em. Áo giữ nhiệt có hai con này. Kem quần reo cho Hải Phạm. Kem cho chị con reo luôn đi. Reo cho Hướng Dương Sinh. Áo giữ nhiệt màu đen nè, giữ nhiệt nha mấy chị nha. Giờ lấy cho em mã giữ nhiệt có hai con. Áo giữ nhiệt màu đen hai con. Dùng cho em mã giữ nhiệt hai con. À, ghi lê này mấy chị, ghi lê này mới đỉnh nha. Để em phối cho mình xem nha. Reo cho chị Duyên Ngô. Cái sơ mi, nãy cái sơ mi. Đúng rồi, nãy con sơ mi vàng còn đó. Sơ mi cơ vàng đó. Đây đem phối cho mấy chị cái con. Để phối cho mình mấy con này nha. Để mình biết là cái hàng ghi lê này nó đẹp cỡ nào. Giữ nhiệt đó em. Chị nào mà biết con ghi lê này thì chốt nhanh giùm em mã ghi lê giùm em ha. Ghi lê rất là xinh xinh xỉu luôn. Phối với lại đầm, phối với lại áo sơ mi. Giữ nhiệt chốt chưa? Em đưa anh rồi. Đây, đây. Đây. Áo giữ nhiệt 69.000 chú cho chị Lê rốt. Rồi lấy ghi lê chút ghi lê, em đi tìm cái sơ mi nãy em phối vô được. Ghi lê, ồ ghi lê sắp rồi mấy chứ. Không biết có mấy cái con không. Cái con đẹp rất là một ghi lê này đẹp lắm nha. Ghi lê dùm em nè mấy chị nè. Con ghi lê này phố sơ mi đẹp lắm. Ghi lê như lê này quỳnh thơm. Cái vàng của nó nè mấy chị, vàng trước nè, ngắn hơn vàng sau á. Mình phố với ghi lê rất là đẹp, phố là sơ mi đó mấy chị. Cái này phố với sơ mi màu cũng được hả, sơ mi trắng đều đẹp hết nha. Rồi lấy thì chốt thì dùm em mã dùm em. Ghi lê mã dùm em, ghi lê dùm em ha, 69.000. Con ghi lê này 69 cho chị giữ nhiệt hết rồi mấy chị ơi. Ghi lê xin cho Hải Phạm. Đẹp lắm luôn nha. Chờ lấy cho em mã ghi lê giùm em. Xem cái con này đi mẹ em đi tìm con ghi lê xin cho Phú Quý. Ghi lê trong. Ghi lê xin cho Hiền Cam. Ghi lê xin cho Thảo Phạm. Ghi em mã ghi lê giùm em. Để con này mẹ em ơi. Xấu rồi. Chị cho Quý nhiều lúc mới bạc cái đồ ghi lê. Cái con ghi lê này đẹp lắm luôn Quý. Nhớ được trước không? Con ghi lê 69 ngày hôm nay hổ, mặt lên hổ quá trời luôn. Giờ lấy ghi lê 69 là mặt ghi lê 69 với em là chị sẽ ra tôi thắng là ghi lê với chị ơi. Rồi cái này chốt em mã xanh giùm em nè, 69 ngàn giùm em. Xanh 69 ngàn. Áo giữ nhiệt lúc nãy một con cho chị Phước Trần ha. Rồi cái này chốt em mã sọc xanh giùm em, 69 ngàn giùm cho Hải nha. Chốt em mã sọc xanh 69 ngàn này có một con nè. Sọc xanh giùm em, 69 ngàn giùm cho Hải. Chốt giùm cho em mã sọc xanh 69 ngàn. Sọc xanh nha. Rồi cái này chốt em mã quần hồng hát chân 69 ngàn giùm em. Chốt em mã hồng xanh 69 cho Phong Lan. Hồng 69 ngàn giùm em. Hát chân nè, đó, đẹp không? Hồng giùm em 69 ngàn, FML mang ok giùm em. Có một con duy nhất màu hồng 69 ngàn giùm em. Quần reo hết rồi mấy chị ơi.
cùng rêu hết rồi mấy chị ạ. Chờ lấy hồng chút. Hồng xuống xuân tỷ phạm. Rồi cái này chốt liền em mà áo vàng giùm em. Vàng giùm em ha. Vàng này mấy chị nè. 69.000 cho em mã vàng 69.000, em có hai con. Em là con gái. Cái gì vậy? Em là con gái, em là thứ của thằng em. Chốt hai. Rồi cái này chốt liền em. Kim em mã vàng giùm em 69.000 giùm em. Vàng 69.000 lên giúp em ạ. Hoodie ngày mai nha chị Phong Lan. Vườn hồng nó có một con thôi mấy chị. Ngày mai nha, xíu em like xong em sẽ đăng hoodie cho mấy chị ha. Ngày mai em like nha. Em về tầm khoảng được mấy trăm cái ha. Vàng cho Hồ Thị Lệ Thu, vàng cho Hồng Khoa. Ngày mai nha, ngày mai em có nhiều hoodie mà hoodie xịn nha mấy chịu nha. Đắt hơn một chút xíu nhưng mà rất là xịn sò. Còn cái áo này nè mấy chị em tặng luôn cho mấy chị luôn ha. Nó bị cái này mấy chị nè. Nó bị lỗi xí ở đây nè. Cái này em bán tặng mình luôn 20. Nó vàng hết rồi mấy chị ạ. Rồi cái này ghim em mã 29.000 dùm chạy nha. Con này em bán tặng luôn á. Mặc luôn là em lỗ không phải là 40.000 á. 29.000 cho em mã ha. 29.000 dùm em. Nó không xịn nha. Hàng xịn sò lắm luôn. Nhưng mà nó bị chữ cái chữ này nè. Nhìn nó không có sao hết mấy chị. 29.000 dùm em. Bằng 29 cho phu quý. Em có được 3 con màu đỏ nè. Chờ lấy đỏ chút đỏ dùm em. Đỏ 29.000 dùm em. Bạn hãy dính cho Lê Quỳnh Như. Bạn hãy dính cho Lê My. Bạn hãy dính cho Hậu Ngân. Hãy dính cho Lê Thị Quỳnh Thơm. Rồi cái này chứ mấy mở phép. Rồi dính cho Thục Châu. Lấy tao bao giùm em. Rồi dính cho Thanh Thảo. Rồi cái này chứ em mở bé. Rồi Khương. Hết 9.000 có. Hết rồi Khương Nguyên ơi, hết mới chín luôn ạ. Cho lấy đỏ 29 lên mới đỏ 29 với em ạ. Đỏ 29 cho Lê Quỳnh Như. Kim em mở vé ra 69. Đỏ 29 cho Lam Lam. Một con duy nhất mà bán tặng luôn. Đỏ 29 cho Hồng NTT. Tụi 3 con rồi mấy chị. Hết mới đỏ 29 luôn. Tụi 3 con ha. Vé cho em 3 con. Tới liền mở vết 69.000 cho em dạ. Rồi cái này chú em mã sơ mi dùm em. Vết xinh như Phong Lan. Chị tưởng đâu cái kiểu của nó như vậy chứ. Vết xinh như quán bạc môn. Cái vạt của nó là như thế nha mấy chết ơi. Không phải nhận hàng nữa mấy ơi. Cái áo này nó bị lỗi rồi nha. Không phải nha. Cái vạt của nó chéo như thế này nè mấy chị nè. Cái màu nó loang ở dưới nè. Nè mấy chị nó xẻ nè. Rồi cái này cho em mã sơ mi giùm em ha. Ghi em mã sơ mi giùm em. Vé 69.000 giùm em. Cái màu, màu loan đó mấy chị. Màu loan giùm cho em ha. 69.000 giùm em. Cho em mã sơ mi 69. Vạt xẻ giùm em. Thật luôn là có mấy con áo này hồi nào cũng bán lỗi cho. Không có bao giờ bán lãi được cái con áo này hết. Thì không có quen bán mấy cái hàng này mấy chị. Không quen. 39.000 cho em mã áo 39.000 giùm em. Khổ lắm mấy chị ơi. Cảm ơn chị Minh Âu quá. Pyjama đẹp lắm mà. Cảm ơn chị nha. Và cái này chốt giùm em nè. 39.000 cho em mã áo 39.000 thật luôn á. Mỗi lần mà em bán mấy cái áo dây này em bán lỗ không mà. Thấy chị Huỳnh Mỹ Hạnh á. Này mà cái này mặc với cái áo phông thò phố cái này bên ngoài cũng đẹp mà. Đúng không? Tình lắm mấy chị. Cái này về mình phối với lại mấy cái áo phông trắng đó, hoặc là mấy cái đầm đó kìa. Cũng dễ thương á. Áo với Trịnh Văn Khánh. Ghim em mã áo 39.000 dùm em. Rồi cái này ghim em mã áo lên 69.000. Em có con lên ôm. Cho em mã ôm. Ôm dùm cho Hải nha. 69.000 cho em mã ôm. Áo 39 cho Lê Thị Quỳnh Thơm. Áo 39 cho Lam Lam.
ôm 59.000 cho chị Tiểu Vi Dương. Và cái này chốt tìm em mã trắng giùm em, 69.000 giùm em. Áo trắng giùm cho Hải nha, 69.000. Áo trắng này xinh lắm mấy chị, nó nhẹ nhàng lắm nha. Con này mặc siêu cưng luôn ấy, mặc với chân váy lưới á mấy chị, dễ thương lắm. 69.000 chờ lấy cho em mã áo. Áo trắng giùm em 69.000, hãy có 10 con duy nhất này. Cái này là nút thật nha mấy chị nha, nút xà cừ luôn, 69.000. Chốt tìm em mà áo trắng giùm em 69.000, hãy có được mấy con này. Con áo trắng này đẹp lắm, hoặc là mấy chị mặc mấy cái đầm dây á, mình có thể khoác nhẹ bên ngoài cũng được. Hoặc là mình làm áo để mặc với chân váy mấy chị, xinh lắm. 69.000 giùm em. Cái này mặc được 2-3 kiểu luôn ấy. Tìm em mà áo trắng giùm em 69.000. Áo trắng len nha, áo len đai nha mấy chị, lên mà dường như lên mông ấy. 69.000 cho em mã trắng 69 giùm cho em. Áo trắng 69 giùm mình Mỹ Hạnh. Cố gắng chọn đơn trên 100.000 để thứ năm bên em đi đơn, bên em gom đơn quý vị đến thứ năm luôn ha. Áo trắng 69.000 nhỏ gái. Kim em mã áo trắng 69.000. Áo trắng 69 hồng qua. Rồi cái này ghi em mã ghi lê xanh giùm em 69.000. Áo trắng 69 lê rớt. Đây này mấy chị nè. Con này mấy chị có thể mặc với lại mấy con áo trắng như lúc nãy, giúp như con hai mai nó mấy chị làm như hai kiểu á. Hoặc là phối với sơ mi rất là đẹp luôn. Con này mang xinh lắm mấy chị ơi, rất là xinh nha mấy chị nha. Kiểu đóng như thế này nè, phông của nó lên đẹp lắm luôn. Mình phối được nhiều đồ lắm nha, phối với sơ mi được, phối với lại mấy cái áo mà dày tay như thế này nè, lên nó rất là xinh luôn. Mấy con ghi lê này chứ em nó lọt luôn ấy. Mấy chị không thích thôi chứ phối rất là được nhiều đồ đẹp lắm. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi chờ lấy cho em mã ghi lê giùm em, ghi lê xanh nha. Phối với lại phông trắng cũng được. Ghi lê giùm em 69.000. Ghi em mã ghi lê 69.000 giùm cho ai. Đây là được mấy cái con chân quái hàng xịn. Ghi lê cho Vy Vy. Ghi em mã ghi lê xanh giùm em ha, 69.000 giùm em. Giờ lấy ghi lê, lên mã ghi lê cho anh 69.000 ạ. Còn ở đây là được có mấy con chân quái này, tất cả đều có quần bên trong hết, size M hết nha mấy chị nha. Chị nào ưng ôm cục chân quái thì ôm cho Hải nha. Nó có cả áo luôn nè. Chị nào ôm thì chút ôm giùm em 69.000 giùm chặt. Rồi hãy xíu nha. Nguyên của nó là hoa hết luôn đây nè. Nè cái áo này được kéo hàng 100 mấy của Hải nè, 101 hãy bán rồi á. Cái này về hàng chính phẩm là hãy like 101 hay là 99.000 đó, hãy không nhớ nữa. Đây nè. Chờ lấy chút em mà ôm ha. Hoặc là chân quái giùm em nè. Thôi lên chân vái chút đi, xay mồi giùm em, 69.000. Rồi ghi em mã chân vái giùm em, chị nào ôm thì ôm nè. Chị nào ôm thì ôm ha, nó đẹp lắm ấy. Chân vái này đẹp lắm, có quần bên trong á luôn, hàng xịn á, chứ không phải là hàng thường đâu nha. Hàng xịn lắm ấy, không phải là hàng thường đâu. Ôm cho chị Lê Rốt nha, đẹp lắm ấy chị. Ôm xay chính cho Lê Rốt hết nha. Chân vái nó đẹp lắm. Ôi, cổ lò giùm em, 69.000 giùm em. 69.000 cho em mã cổ lò. Ủa cái con này đẹp chưa. Trời ơi, chị nào không lấy con này là tiếc lắm luôn á. Chị nào đang ở chỗ lạnh. Đẹp nè. Ôi, mấy con này mấy chị nè. Cái cổ của nó nè mấy chị, lên như thế này nè, trời ơi, mang đỉnh lắm luôn á. Trời ơi, hàng xịn nha. Hàng Mi Studio nè. Chốt đi giùm em mã nha, sọc giùm em 69.000 áo sọc. Sọc này mang xuống lắm luôn, có 3 con duy nhất thôi. Cái này mà phối với mấy con kia là đúng đẹp luôn. Ghi em mã sọc giùm em 69.000 giùm em. Chốt thì em mã áo sọc của lộ diễn được hết 69.000 nữa chị ơi. Rồi cái này chốt em mã áo trơn 39.000. Chốt em mã trơn 39.000 có 3 con để về mấy chị mặc với lại mấy cái hàng mà giống như là mấy cái áo sơ mi để khoác ở bên trong á mấy chị nè. Mấy cái con này nè, mặc mấy con sơ mi mấy chị khoác ở bên ngoài rất là đẹp luôn ha. Và cái này chốt thì giùm em mã xám giùm em 39.000. Bộ lọ 69 cho chị Nga Mông. Bộ lọ 69 cho Hải Phạm. Sọc 69 cho Hoa Nguyễn. Giùm em mã xám 39 giùm chị. Rồi cái này chốt em mã hồng trơn giùm em nè. Hồng trơn giùm em ha, 49.000 giùm em. Chốt em mã hồng trơn 49.000 có một con. Chốt em mã hồng trơn 49.000.
Sáng mai cái bài chính cho chị Thảo My. Ý luôn quá trời luôn. Trắng 69.000 có con nè. Con này xinh lắm nha, có con rồi. Chị nào mà mặc size M đổi lại là mang đẹp. 839 gì hồng là TT. Chị nào mặc M đổi lại là đẹp á. Ghi dùm em mã trắng dùm em nè. 69.000 có con này đẹp lắm luôn. Hồng bao nhiêu nữa? Hồng 49. 49 nè. Bây giờ mấy con đẹp đẹp không? Mỗi mã một cơn thôi mới trẻ cùng. Hai cái cơn một cơn. Hoa cúc dùm em 69.000 có một con. Để thương mày. Còn hoa cúc này được. Hồng trơn 49.000 cho bé em Phan. Và cái này ghi em mã hoa cúc dùm em 69.000 em có một con. Bây giờ em lên hàng lẻ một con nha. Thì lấy kim em mã hoa cúc 69.000 dùm em. Rồi cái này chốt em mã phong mỹ dùm em 69.000 em có một con. Phong mỹ dùm em 69.000. Con áo hoa cúc nó đẹp lắm đó mấy chị ơi. Kim em mã hoa cúc dùm em ha, 69.000 dùm em. Hoa cúc trắng 69 là cái này. Rồi cái này chốt liềm em ha. Ghi liềm em mã này là mã hồng dùm em. Phong Mỹ chứ quên lộn, Phong Mỹ 69.000 dùm em. Phong Mỹ 69.000 là chứ em ạ. Giờ lên xe lên cho đó lại với em mấy chị ơi. Phong Mỹ dùm cho em ha, 69.000 cho em mã Phong Mỹ dùm em. Mấy cái hàng này mấy chị lấy không? Tại vì hàng Phong này có lấy không để em like á. Hàng Phong này em để lại á mấy chị, đang tính để lại đi. Để lại với làm gì không mấy chị? Tết đó không có áo Phong xịn để like á. Rồi lấy cho em mã xô trắng. Phong Mỹ Xuân Thị Phạm. Rồi cái này chốt em mã áo xô trắng giùm em 69.000. Con này mặc cái chân váy thôi luôn á. 69.000. Xô trắng cho Nguyệt Nhi. Cái này hãy có một cái con này nè mấy chị, về mấy chị kèm đai vô nha, nó xinh lắm ấy. Chỉ bằng kèm đai vô thôi, mình kèm cái đai vô là rất là đẹp nha. Ghi dùm em mã dung kem dùm em. Dung kem nha. Dung kem dùm em 69.000 dùm em. Cái dung kem đó đẹp bá trái luôn ấy. Đẹp lắm. Về kèm cái đai vô nữa là đẹp lắm. Dung kem 69.000. Ôi má cái đầm này nó đẹp mà nó bị dính do trời. Dùm kem như Phong Lan. Cũng dễ sợ luôn, càng đẹp đẹp. Và cái này ghi dùm em mã này mấy chị nè. Ghi dùm em mã áo loan dùm em. Phía trước của nó loan nè. Ghi dùm em mã áo loan dùm em. Có một con duy nhất à. Loan dùm cho em ha. Chúc em mã áo loan 69.000 dùm em. Áo loan 69.000 với em ạ. Kim em mã áo loan dùm em ha, 69.000 em có một con rồi mấy chị. Loan dùm em 69.000, áo loan dữ luôn đó. Dung kem hết rồi mấy chị ơi, dung kem có một con rồi. Rồi chờ lấy cho em mã chân váy caro dùm em 69.000, size cho mấy chị mặc SM ok. SM ok dùm cho Hải nha. Chốt thì em mã chân váy dùm em 69.000, chân váy caro nha, mát sườn này mấy chị. Chân váy caro dùm cho Hải nha, 69.000 dùm em. Chốt em mã caro 69.000 dùm cho Hải. Giờ lấy cho em mã caro 69.000 cho em đi ạ. Và con này Hải có được 2 con rồi mấy chị. Kim em mã chân váy caro nha. Và con áo này em có được 2 con, mấy chị gài nút vô dùm cho Hải nè. Con này đơn giản mà đẹp lắm nha. Con này là kiểu áo dày tay dùm cho em. Về đen nhút con thôi nha, có 2 con. Chờ lấy thì chốt thì em màu đen dùm em. Áo đen 69.000, hai con duy nhất nha, con này đẹp lắm ấy. Áo đen 69.000 giờ lên xem chấm tương tác lên cho em đi ạ. Mấy chị tương tác lên đi mấy chị, ngày này đẹp lắm luôn, một cái đen xuống cho Phong Lan. Dưới này đây, sáng mai like chứ không có ngày nữa mấy chị.
cái liềm em ha, chốt liềm em hả? Rồi em có cho mình một cái quần jean nè. Đẹp chưa? Ừ. Cái này là quần trái à. Lậu quá hả? Dạ xin cho chị Phong Lan hai con. Đèn lên với chị Phong Lan. Giờ la sơ mi mấy chén cũng lớn nhưng mà sơ mi đẹp quá nè. Mi này đẹp chưa? Thôi, hôm nay nốt mã này em tắt tay. Nè, thấy chưa? Màu đẹp chưa? Nhìn cái khuy nước này mấy chị nè. Sơ mi dùm em 69 ngàn nè. Sơ mi xanh nè mấy chị, đẹp lắm luôn nha. Màu hột luôn ấy, màu bá trái luôn á mấy chị. Cái màu này mà mấy chén nè. Đẹp đẹp. Không ai chốt tắt hay sớm. Rồi giờ la mấy chị không chốt mất công em bung hàng ra. Để ngày mai em la cho mấy bạn mà chưa chốt được ấy. Đẹp chưa? Sơ mi xanh dùm em 69 ngàn dùm em ha. Giờ lấy thì chốt em mã sơ mi xanh. Sơ mi tơ mấy chị mềm mà đã lắm luôn ấy. Siêu mềm luôn nha. Hãy có một con chân váy ngoa màu xanh nè mấy chị. Chân váy ngoa màu xanh. Sao bây giờ sao chứ hồng dung lê. Em mặc luôn ấy. Em thấy mấy bạn nào mà kiểu giống như mà mặc mấy cái màu đó mấy chị chắc rất là viết luôn á. Áo chị hãy mặc còn xanh. Nhưng mà còn cái này. Còn cái áo ngoa chứ. Hay mà còn có té hơi xanh. Áo xanh hay áo trắng em? Áo ghi lê hay là áo trắng? Áo làm chị với. Rồi cái này chốt liền em mã chân váy giùm em 69 ngàn chân váy ngoa giùm em. Kim em mã chân váy ngoa. Là áo hãy mặc hay là áo chung nguyên hoa 69 ngày cho Phong Lan. Rồi cái này chốt em mã ba lỗ giùm em. Ba lỗ này em bán tặng với chị 49 ngàn. Chờ đấy chốt em mã ba lỗ 49 ngàn giùm em. Chị Lê còn á chị ơi. Ba lỗ giùm em 49 ngàn có 1 con. 2 con. Rồi lấy chốt em mã ba lỗ giùm em 49 ngàn. Chị Lê nè. Em quên là em có mặc một cái áo ở trên người nữa mấy chị. Rồi lấy chút em mã ba lỗ giùm em. Ba lỗ 49 ngàn chứ không là tê tê. Nè, xin chưa, caro xanh giùm em 69 ngàn, siêu cưng luôn. Ok. Rồi cái này chốt tìm em mã này mấy chị nè. Caro xanh giùm em ha, đẹp vai này, con caro xanh này xinh lắm luôn á. Nãy em bóc rồi em chưa like được á. Chà lấy chốt tiền em ha. Thôi em tắt qua ngày mai em loa đi. Gì đi nhỉ? Chị chỉ biết được. Qua đi nhúng 99 ngàn cho chế nào không chốt được. Còn em tắt tay sớm nha. Ngày mai em loa nha. Hả? Khi nào loa manto. Manto hãy về hãy báo nha mấy chị nha. Hãy đang về á. Tờ vài hôm nữa về nha. Hẹn phải là muốn có liền á mấy chế ơi. Từ từ nha. Rồi cái này chốt em mã đầm nhún giùm em 99 ngàn giùm em. Ghim em mã nhún 99 ngàn. Nhún giùm em nha, đầm body nhún giùm em 99 ngàn giùm em. Con này mặc lên là siêu siêu đẹp luôn ấy. Đẹp lắm luôn nha, body nhún giùm em 99 ngàn, có được vài con à. Hết rồi mấy chị, con này về bao nhiêu cũng hết sạch luôn ấy. Mấy chén hỏi nhiều lắm, siêu siêu nhiều luôn. Ghim em mã body nhún 99 ngàn giùm trời. Để đầu la cái body này đi. Quá trời mấy chị hỏi body luôn. Ok, mai la hô đi nha. Ôi dạ, đa lưng. Đâm nhúng chứ gì chi trời. Còn mấy chị lẽ nào kia được, cái gì được. Còn trùng hết chứ không chị lẽ. Trùng hả? À. Sơ mi giòn, sơ mi sạp được, có ú không hết kìa. Ghi dùm em mãi nha mấy chịu nha. Mấy chị này la không hả? Hả? Rồi cái này em tặng nha, một con duy nhất luôn 49 ngàn. Còn vé không vậy chị, ngày mai em chị mới like nữa nha. Giờ không biết em.
giờ là không tầm này mua được nữa nha mấy chị ơi nha. Ngày mai sáng mai đi giờ quên mấy chị ơi, muốn đặt hàng phải đi tìm hàng nó khô quá luôn ấy. Rồi cái này chốt tìm em mã hoa cúc giùm em ha, size M giùm em 49.000, em có một con này. Chốt em mã hoa cúc giùm cho em nè, 49.000 giùm em. Rồi em tắt like nha mấy chị. Có 49.000 là giúp em đi ạ. Rồi hãy tắt like nha mấy chị nha. Cháu ghi lê cho bạn Thiên Nhi. Cháu ghi lê cho Thiên Nhi. À quên Thiên Ngọc, quên lộn. Rồi hãy tắt like nha mấy chị nha. Hẹn gặp mấy chị ngày mai. Sáng mai em sẽ like hô đi cho mình ha. Còn chứ không có cho hãy phạm. Hô đi hàng cao cấp nha mấy chị nha. Hô đi hàng đẹp lắm. Còn hãy tắt like nha. Bye bye mấy chị nha.